Xin cảm ơn. Kính thưa ông Nguyễn Đức Hiển, kính thưa ông Nguyễn Quốc Hùng, kính thưa toàn bộ các diễn giả cũng như là các quý vị tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Từ phía PwC, chúng tôi xin được cảm ơn cái cơ hội được chia sẻ cái tầm nhìn của chúng tôi về hệ sinh thái của ngân hàng số, đồng thời cũng như là cái cơ hội để chúng ta phát triển một cái hệ sinh thái các cái ngân hàng số tại Việt Nam. Trước tiên thì tôi cũng xin có một cái muốn được chia sẻ một cái nhìn toàn cảnh về ngân hàng số và ngân hàng số, sự phát triển của ngân hàng số ở trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương và đặc biệt là các khu vực ở Đông Nam Á. Chúng ta thấy thì hiện nay các cái hình thái về ngân hàng số có thể nói rằng là ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương là một trong những cái khu vực mà họ có cái sự phát triển nhanh nhất và đa dạng nhất hiện nay. Kể cả với lại những so với lại những cái thị trường đi trước, ví dụ như là thị trường Trung Mỹ, thị trường các châu Âu, thì cái thị trường ở châu Á chúng ta cũng nhìn thấy rằng các cái ngân hàng số của chúng ta nó phát triển một cách rất là đa dạng và đồng thời với lại một cái tốc độ rất là nhanh và vượt qua những cái thị trường mà đã phát triển từ trước đến nay, có thể nói là đấy là một cái điểm khác biệt. Nếu như mà chúng ta nhìn vào một số các cái xu hướng mới hiện nay mà vừa mới xảy ra ở phía châu Á Thái Bình Dương thì có thể kể đến một số các cái xu hướng như sau. Cái thứ nhất đó là các cái ngân hàng hiện tại thì đa số các cái ngân hàng hiện tại thì họ đều tiến hành cái công việc là chuyển đổi số. Tức là các ngân hàng truyền thống họ sử dụng công nghệ để đưa cái sản phẩm và dịch vụ của mình đến với lại khách hàng thông qua các cái kênh số, nhưng đồng thời cũng sử dụng các cái công nghệ này để biến đổi và tạo ra những cái giá trị gia tăng mới cho các cái sản phẩm dịch vụ họ đang có. Một trong những cái xu hướng thứ hai mà chúng tôi cũng nhìn thấy hiện nay đó là cái xu hướng mà chúng ta có thể thấy rằng là rất là nhiều các cái ngân hàng số, nhưng người ta thường dùng cái từ trong tiếng Anh gọi là neobank hay gọi là bank challenger. Đó là những cái ngân hàng mà họ thực sự bắt đầu với lại một cái cơ sở hoàn toàn là dựa trên cơ sở công nghệ số và có một cái hệ thống các cái giá trị thặng dư mà họ cung cấp cho khách hàng hoàn toàn khác hẳn so với lại các cái ngân hàng số. Và ở đây nó được đại diện bởi một loạt các cái xu hướng về ngân hàng ảo mà các cái ngân hàng trung ương ở các cái quốc gia xung quanh chúng ta, ví dụ như Hồng Kông, ví dụ như Singapore, Malaysia, Indonesia và thậm chí cả Thái Lan cũng đều đang theo đuổi. Ở các cái quốc gia này thì họ đều có cái hoạt động tức là cung cấp cái giấy phép để hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng số hoàn toàn, và có thể nói đây là một trong những cái hoạt động mà có thể đã diễn ra rất là sôi động trong cái năm 2020 và cái đầu năm 2021. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng không thể không kể đến sự tham gia của các cái doanh nghiệp không phải là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng, nhưng họ tham gia rất tích cực vào việc đưa các cái dịch vụ tài chính ngân hàng này đến với lại khách hàng, ví dụ như là các cái super app mà chúng ta đã nhìn thấy. Và ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là ở trong đó nó tạo nên một cái hệ sinh thái mà ở đó các cái sản phẩm và dịch vụ của các ngân hàng được đưa ra trong bối cảnh các cái sản phẩm và dịch vụ ngân hàng của các ngành công nghiệp khác. Đó. Thế thì chúng tôi trong cái quá trình mà phân tích như vậy thì chúng tôi nhìn thấy rằng là cái ngân hàng trong các cái xu hướng này thì những cái xu hướng nào là mà những cái xu hướng nó phải cung cấp được cho một cái trải nghiệm khách hàng phù hợp và ở trong một cái bối cảnh của hệ sinh thái rộng hơn, thì đó là những cái mô hình mà nó sẽ tạo nên cái sự bứt phá và thành công vượt bậc ở trong cái hoạt động về xây dựng các cái ngân hàng số. Chính vì vậy nên thành ra chúng tôi nghĩ rằng là gì, xây dựng được một cái hệ sinh thái mà ở trong đó các cái dịch vụ ngân hàng được gắn chặt với lại các cái giá trị mà khách hàng của họ được hưởng hàng ngày là một trong những cái định hướng dẫn đến cái sự thành công của các ngân hàng số này. Đó, thế thì những cái đặc điểm của một cái hệ sinh thái như vậy, những cái đặc điểm của các cái xu hướng về ngân hàng số như vậy ấy, thì thường nó có bốn cái đặc điểm mà tôi có thể nêu ra như ở trên cái hình chiếu mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Đó, thứ nhất đó là họ đặt khách hàng vào trọng tâm và họ thay thế cái mô hình truyền thống là cái mô hình lấy sản phẩm làm trung tâm.
và chuyển sang lấy khách hàng làm trung tâm. Cái thứ hai nữa đó là họ xây dựng một cái hệ sinh thái rất là giàu có các cái dịch vụ và các cái sản phẩm dành cho các nhóm khách hàng mục tiêu và đáp ứng một cách cụ thể và thiết thực những cái nhu cầu của các khách hàng này. Thứ ba nữa là đây là một trong những cái xu hướng mà chúng ta nhìn thấy rằng là không thể có một cái ngân hàng nào hoàn toàn hoạt động trên không gian số, hoàn toàn không và tách rời hẳn trải nghiệm ở trên thực tế hay trải nghiệm ngoại tuyến. Do vậy những cái ngân hàng thành công thường là những cái ngân hàng mà tìm được cái sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa các cái trải nghiệm trực tuyến và những cái trải nghiệm ngoại tuyến. Và ở đây thì chúng ta cũng muốn nhấn mạnh một trong những cái điều mà có lẽ là hầu hết chúng ta đều biết, đó là các cái hoạt động tài chính thì ngày càng trở nên quan trọng, và đẩy mạnh được các cái hoạt động tài chính đấy đưa vào cuộc sống hàng ngày là cái mục tiêu của chúng ta. Nhưng hầu hết các cái hoạt động cuối cùng ở lại đây thì họ đều không lấy cái việc mà thành lập một cái ngân hàng để làm mục tiêu đó. Thế thì ở đây có bốn cái đặc điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ ở những cái trường hợp mà chúng tôi nhìn thấy. Thế thì các yếu tố thành công này nó là một cái sự kết hợp giữa cái sức mạnh của các cái đối tác khác nhau trong một cái giải pháp tích hợp và có thể hỗ trợ trong cái cuộc sống hàng ngày của khách hàng. Người ta tìm thấy cái sự tiếp cận phù hợp giữa các giải pháp cho khách hàng và nó lấp cái khoảng trống trong các cái dịch vụ tài chính. Ngoài ra nữa thì cái việc xây dựng một ngân hàng số thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng nó cũng phức tạp không kém một cái ngân hàng thông thường, và cái việc mà chúng ta có được một hệ sinh thái xung quanh đó để mà có thể đẩy mạnh hơn và tổng hợp những cái lực lượng để mà có thể tạo ra một cái giá trị thặng dư đầy đủ cho khách hàng trong cái cuộc sống hàng ngày của họ là một cái điểm rất là quan trọng. Và cuối cùng thì tôi cũng xin nhắc nhận lại, đây là ngân hàng là một cái nhân tố để thúc đẩy cái quá trình như chúng ta nói, tức là mở rộng cái việc phổ cập các dịch vụ tài chính, nhưng đó không phải là cái kết quả cuối cùng. Cái kết quả cuối cùng và cái sự thành công cuối cùng đến bao giờ cũng là đến từ cái việc cái giá trị thặng dư chúng ta mang lại cho khách hàng của ngân hàng lớn đến mức như thế nào. Đó thì từ phương diện của PwC thì chúng tôi nhìn thấy rằng là khi mà nói đến một cái hệ sinh thái của ngân hàng, và đặc biệt là một cái hệ sinh thái số, thì nó bao gồm có bốn cái cấu phần khác nhau. Cái cấu phần thứ nhất đó là hệ sinh thái các cái giải pháp cho khách hàng. Đó là những cái nơi mà người ta tạo ra từng cái giải pháp giải pháp riêng biệt và được cá thể hóa, cũng như là tương tác với khách hàng qua nhiều các cái kênh khác nhau. Một cái thứ hai nữa là một cái hệ sinh thái mà chúng ta cũng thấy rất là quan trọng ở trong cái khi mà xây dựng các hệ sinh thái, đó là các hệ sinh thái vận hành, tạo ra sự hợp tác và minh bạch trong toàn bộ cái chuỗi giá trị. Một cái điểm mà có lẽ là các cái diễn giả của chúng ta trong ngày hôm nay thì cũng sẽ đề cập đến rất là nhiều, đó là cái hệ sinh thái về công nghệ. Đó là một hệ sinh thái mà hỗ trợ không những chỉ tạo ra những cái dịch vụ ngân hàng mới hoặc là những cái sản phẩm dịch vụ của ngân hàng phù hợp với lại cái nhu cầu cá nhân của từng khách hàng, mà nó còn là một cái nền tảng để mà chúng ta có thể tích hợp được giữa các cái thành phần khác nhau của hệ sinh thái và đồng thời tạo nên một cái trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Và cuối cùng nữa, đó là một cái điểm mà có lẽ khi chúng ta nói đến việc chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong ngân hàng nói riêng, mọi người đều đặt đến là một trong những yếu tố quan trọng, đó là yếu tố con người. Và ở đây đó là những cái kỹ năng mà và nhân lực cần thiết để cho quá trình số hóa nhằm đẩy mạnh cái kết quả của chuỗi giá trị và cái quá trình hoạt động. Thì ở đây là bốn cái cấu phần mà chúng tôi muốn chia sẻ để chúng ta cùng có một cái nhìn toàn diện hơn cũng như là thống nhất hơn khi mà chúng ta nói đến hệ sinh thái của một cái ngân hàng số. Và cuối cùng thì một trong những cái điểm mà có lẽ là chúng ta cũng đều quan tâm là khi mà xây dựng một cái hệ sinh thái như vậy thì những cái yếu tố nào là cái yếu tố mà chúng ta phải xem xét đến. Thì từ phía PwC thì chúng tôi có một cái khuyến nghị là đó là một cái đề tài mà có lẽ là một cái đề tài mà chúng ta phải xem xét từ đa phương diện. Phương diện thứ nhất là từ cái phương diện mà từ phương diện nghiệp vụ ngân hàng hay là từ phương diện kinh doanh, đó là những cái chiến lược hoạt động và phân tích các cái năng lực, đồng thời cái khẩu vị rủi ro cũng như là những cái giải pháp để mà có thể giải quyết được cái
các cái nhu cầu về kinh doanh từ cái ý tưởng cho đến cái kết quả. Một cái điểm mà ngay từ bài đầu tiên cái bài trình bày chúng ta đã nhắc đến đó là cái trải nghiệm của khách hàng. Và ở đây đó là những cái năng lực, chúng ta khi mà nói đến hệ sinh thái thì chúng ta phải nói đến những cái năng lực của cái hệ sinh thái này để mà có thể đưa ra được một cái trải nghiệm cũng như là một cái mô hình kinh doanh để mà ở đó các cái giá trị nó được gắn kết với nhau một cách nhuần nhuyễn. Và khi chúng ta nói đến cái trải nghiệm ở đây thì chúng ta chỉ không dừng chỉ lại ở cái trải nghiệm của khách hàng mà nhiều khi người ta còn phải nói đến cả trải nghiệm của người dùng, người ta nói đến trải nghiệm của nhân viên tham gia của các cái công ty mà cung cấp dịch vụ tài chính và tham gia vào trong cái hệ sinh thái này. Và cuối cùng nữa thì một yếu tố chúng ta không thể không nói đến đó là công nghệ. Thì ở đây chúng ta nói đến các cái hệ sinh thái công nghệ, bắt đầu từ các cái hệ thống cốt lõi cho đến các cái hệ thống đảm bảo được cái sự tích hợp, và nhiều khi chúng ta đang nói đến các cái nền tảng về ngân hàng mở. Và cuối cùng không thể không nói đến những cái nền tảng mà tạo nên cái sự tương tác với khách hàng ở phương diện đa kênh cũng như là đa kênh hợp nhất. Thì đó là ba cái khía cạnh mà có lẽ là chúng ta phải tính đến khi mà chúng ta xây dựng một cái hệ sinh thái để cho nó có thể có một cái cách tiếp cận toàn diện cũng như là đầy đủ hơn. Và ở đây thì tôi cũng muốn xin kết thúc cái phần trình bày của chúng ta về bằng một cái viễn cảnh mà tôi nghĩ rằng là trong một vài năm tới ngân hàng số ở Việt Nam sẽ phát triển. Thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là đây cũng là châu Á Thái Bình Dương, và trong đó có Việt Nam, thì nó cũng là một trong những cái khu vực có cái tầng lớp trung lưu đang phát triển. Và đặc biệt theo cái con số thống kê của World Bank thì đến năm 2030 thì cái tầng lớp trung lưu ở Việt Nam nó sẽ tăng trưởng với lại một cái tốc độ hai chữ số liên tục từ giờ cho đến năm 2030. Thì đây nó sẽ là một trong những cái thị trường mà có thể nói rất là hấp dẫn để mà các cái dịch vụ tài chính, và đặc biệt là các cái dịch vụ liên quan đến dịch vụ tài chính được số hóa phát triển. Cái điểm thứ hai nữa đó là chúng ta ở phía châu Á Thái Bình Dương và đặc biệt Việt Nam chúng ta, nếu như so sánh với lại các cái quốc gia khác thì đây là một chúng ta là một trong những quốc gia mà có dân số tương đối trẻ, không phải là trẻ nhất giống như là những cái năm 90 như chúng ta vẫn thường thấy, nhưng cũng là một cái dân số tương đối trẻ, và họ là một trong những cái lực lượng chính tham gia vào cái thị trường các cái dịch vụ tài chính, và họ sẽ là cái người mà tạo nên cái hình thái của các cái dịch vụ tài chính trong cái tương lai sắp tới. Cái thứ ba nữa là chúng ta cũng nhìn thấy rằng là một trong những cái siêu ứng dụng, và qua các cái siêu ứng dụng này nó là các cái hình thái khác nhau của các cái hệ sinh thái về dịch vụ, trong đó dịch vụ về tài chính ngân hàng được tích hợp ở trong, nó đang được phát triển một cách rất là rộng rãi. Chúng ta cũng nhìn thấy không chỉ ở các cái nước phát triển hơn mà kể cả ở những cái nước đang phát triển thì những cái hình thái về dịch vụ tài chính dựa trên các cái nền tảng công nghệ nó cũng đang được phát triển rất là vũ bão. Thì đây cũng sẽ là một trong những cái xu hướng mà chúng tôi nghĩ rằng trong những năm tới Việt Nam của chúng ta cũng sẽ hội nhập và phát triển những cái nền tảng như vậy. Và cuối cùng chúng ta nhìn thấy rằng là các cái cơ quan chính phủ, các chính phủ xung quanh cũng như là các cái ngân hàng trung ương thì họ đều đang có những cái động thái rất là cởi mở và tạo nên những cái xu hướng khuyến khích cái hệ thống ngân hàng, đặc biệt là hệ thống ngân hàng số được phát triển và mở rộng. Do vậy thì tôi nghĩ rằng đây là bốn cái điều kiện và nó tạo nên cái sự thúc đẩy và một cái cơ hội lớn cho ngành ngân hàng nói riêng và các cái đơn vị cung cấp các cái dịch vụ tài chính ngân hàng nói chung phát triển trong vòng một vài năm tới. Thì với lại cái phần này thì tôi xin được trình bày xin được kết thúc cái bài trình bày của tôi trong cái thời lượng khá là ngắn gọn, và hy vọng rằng là sẽ có được cái cơ hội trao đổi cùng với tất cả quý vị trong cái phần trao đổi tiếp theo. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng hữu ích đến từ ông Võ Tấn Long, và chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe những chia sẻ từ ông ở những phần tiếp theo của chương trình. Kính thưa quý vị, theo như Quỳnh Trúc ghi nhận thì đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã có sự tham dự của hơn 400 vị khách đang tham dự trên nền tảng trực tuyến Zoom ngày hôm nay. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chương trình tọa đàm với các lãnh đạo ngân hàng, các chuyên gia ngân hàng sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Quỳnh Trúc xin phép được trân trọng kính mời tiến sĩ Cấn Văn Lực, điều phối chương trình. Xin kính mời tiến sĩ. Thưa anh Hiền, thưa anh Hùng, thưa anh chị lãnh đạo các doanh nghiệp và ngân hàng, rồi các anh chị đại diện các cục vụ của Ban Kinh tế Trung ương và các đơn vị tham gia cái tọa đàm trực tuyến và trực tiếp ngày hôm nay. Trước hết thì ta đã nghe cái phần trình bày rất là thú vị của anh Phạm Tấn Long, tương đối tổng quan. Và tôi cũng đã theo dõi thì anh Tấn Long cũng đã nêu ra được 5 vấn đề quan trọng. Nhưng mà trước đó thì quan trọng hơn ý, chính là hai cái bài đề dẫn. Bài đề dẫn của anh Nguyễn Đức Hiển với tư cách là cơ quan chuyên hoạch định chính sách và kế hoạch chiến lược cho Việt Nam chúng ta. Trong đó có câu chuyện 4.0. Thế thì ta nên nhớ rằng là năm 2019 như anh Hiển đã nêu, nghị quyết 52 là một cái, tôi cho là một cái đột phá rất quan trọng, tạo ra cái nền tảng để cho chính phủ rồi quốc hội tiếp theo có những cái hành động rất là cụ thể. Và như anh Hiển đã nêu, ngày 3 tháng 6 2020 thì chính phủ đã ban hành quyết định 749 về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2030. Thế thì trong đó tôi cũng được tham gia trực tiếp ấy, thì trong đó là lĩnh vực tài chính ngân hàng của chúng ta, như anh Hiển đã nêu, là được chọn một trong 8 lĩnh vực ưu tiên để chuyển đổi số. Đây là cái thứ nhất. Cho nên và qua quan sát trực tiếp ấy, ta thấy rằng là lĩnh vực tài chính ngân hàng thực ra là đang tiên phong trong câu chuyện này. Nó vừa là xu thế, nó vừa là cái nhu cầu khách hàng, nó vừa là cái nhu cầu nội tại của khách, của mỗi ngân hàng, của mỗi định chế tài chính, và cũng là một cái lâu nay rồi. Lâu nay nghĩa là hệ thống ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của mình. Thì tôi xin bổ sung thêm như thế. Thế chính vì thế là cái buổi hôm nay của chúng ta, tôi cho rằng là sau 2 năm anh Hiền cũng muốn là sơ kết một cái gọi là cái nhánh cụ thể trong 8 cái lĩnh vực đó, đúng không ạ? Thế tôi cho rằng nó rất là thiết thực. Ý thứ hai là hôm nay ta nên nhớ rằng là chúng ta đang bàn với nhau về một cái phân khúc gọi là tương đối nhỏ, không phải quá lớn đâu, tương đối nhỏ trong toàn bộ cái câu chuyện về ngân hàng số của chúng ta. Bởi vì ta hình dung rồi, ngân hàng số nó rất nhiều thứ, rất nhiều thứ. Mà hiện nay chúng tôi cũng đang giúp chính phủ là phải đong đo đêm đó như thế nào, đúng chưa? Chứ hiện nay ta vẫn đang nói là, mà có anh Hiền là đang nói về câu chuyện kinh tế số chẳng hạn, nhưng mà chẳng ai có thể hình dung ra nó là quy mô rồi nội hàm, đo lường nó như thế nào. Chúng ta đang giúp chính phủ làm như thế này. Chứ bằng không bây giờ ta muốn là 20%, 30% GDP mà không ra hình hài của nó thì là cũng rất là khó. Hiện nay cách tiếp cận, cách đo lường của nó rất là khác nhau. Thế thì tôi xin chia sẻ như vậy. Cho nên đây là một cái khía cạnh gọi là quan trọng, nhưng cũng là một cái phần thôi của ngân hàng số. Ý thứ hai là qua cái phần trình bày của anh Phạm Tuấn Long ấy, chúng ta thấy một cái tổng quan rất là rõ về xu hướng, xu thế ngân hàng số cũng như là về hệ sinh thái. Thế thì chúng tôi rất đồng tình và rất là cảm ơn anh Long. Và có lẽ trong những phần thảo luận thì anh Long sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những cái thông tin tôi cho rằng nó vẫn còn chi tiết và hay hơn nữa. Tôi chỉ xin bổ sung thêm 3 ý để chúng ta có một cái nền chúng ta thảo luận nó sát hơn. Một, muốn nói gì nói với chúng ta về định hình hệ sinh thái nó là cái gì. Đấy. Quan điểm của tôi là phải đi từ những cái nội hàm, những cái định nghĩa nó vô cùng căn bản. Thế thì tôi rất đồng tình với anh Long là đã đưa ra 3 cái phạm chủ vô cùng quan trọng của bất kỳ cái hệ sinh thái nào. Một chính là khách hàng. Khách hàng ở đây thì khách hàng là phải được trải nghiệm. Đấy, 4 cái từ vô cùng quan trọng mà McKinsey tổng kết năm 2019 cũng đã chỉ ra rằng là khách hàng trải nghiệm nó là một cái trụ cột vô cùng quan trọng của hệ sinh thái. Trụ cột thứ hai chính là kết hợp đa dạng cái sản phẩm dịch vụ.
từ nhiều lĩnh vực khác nhau, không riêng gì lĩnh vực tài chính ngân hàng. Cái này ta chú ý, cả y tế, cả giáo dục, cả shopping, cả thương mại điện tử, nó cũng lồng ghép ở trong này. Ý thứ ba đấy, chính là gì ạ? Là nhiều nhà cung cấp khác nhau. Và một ý nữa mà tôi xin bổ sung thêm ý ngoài ý của anh Long ấy, chính là nó phải được tích hợp đấy, tích hợp dữ liệu và trên một cái nền tảng số. Cái này là cái vô cùng quan trọng. Đấy, thế thì đấy là một cái ta hình dung ra một cái hình hài của hệ sinh thái nó là như vậy. Thế thì như thế thì nó sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội và thách thức cho mỗi ngân hàng nói riêng. Ý thứ hai là xin thưa với anh chị là gì? Là cái xu hướng, xu thế của nó như thế nào? Thế thì anh Long đã đưa ra, tôi cho rằng rất là thú vị, rất thú vị. Đấy, có bốn cái yếu tố cốt lõi của mỗi cái hệ sinh thái. Chúng tôi rất đồng tình, rất đồng tình. Thế, tuy nhiên ấy, thì cái cách phân loại hệ sinh thái trên thế giới hiện nay và các anh chị nó tương đối khác nhau. Có anh thì phân theo kiểu như là bán buôn, có anh thì phân theo kiểu bán lẻ. Và McKinsey thì người ta chia ra làm 12 cái hệ sinh thái lớn trên thế giới khác nhau. Các lĩnh vực kinh tế, không nên những tài chính ngân hàng, có khoảng 12 cái hệ sinh thái. Thế và tiềm năng của nó thì rất là lớn ạ. Ví dụ như là riêng cái hệ sinh thái về thương mại điện tử thôi. 2025 thì nó sẽ tương đương khoảng 60.000 tỷ đô la Mỹ. Tức là bằng 67% GDP toàn cầu bây giờ. Và thời điểm đó sẽ chiếm khoảng 30% doanh thu bán hàng, sản phẩm và dịch vụ toàn cầu. Đấy, xin thưa anh chị là cái tiềm năng của nó phát triển rất là nhanh như vậy. Ý cuối cùng, anh chị cũng có nói trao đổi với nhau về cấp độ của hệ sinh thái. Đấy, thế thì chúng ta thấy thế này, thông thường có 3 cấp độ. Cấp độ 1 là gì? Là hệ sinh thái ở trong đó là các ngân hàng gắn kết với nhau. Ví dụ hiện nay bên Thái Lan nó có một cái nền tảng blockchain và 8 ngân hàng liên kết với nhau để người ta thực hiện thanh toán quốc tế. Đấy, bên Thái Lan. Thì tôi cũng đang kiến nghị Việt Nam chúng ta là nên bắt đầu từ những câu chuyện như thế, giữa các ngân hàng với nhau, gọi là hệ sinh thái các ngân hàng với nhau. Cái vòng thứ hai rộng hơn chính là ngân hàng và fintech và những cái gọi là trung gian thanh toán khác. Cái vòng thứ ba mà cái mà chúng ta hôm nay đang bàn với nhau chính là có cả ngân hàng, có cả fintech, có cả khách hàng. Đấy, thế thì ta hình dung ra là nó có ba cái vòng như vậy, và tùy theo cái cuộc chơi để mỗi ngân hàng lựa chọn xem là mình sẽ chơi trong cái vòng nào. Có ngân hàng thì sẽ chọn cái mà như anh Long có nêu, hybrid là hỗn hợp, chơi cả ba thì cũng là một cái cách tiếp cận về chiến lược của mỗi ngân hàng. Thế thì tôi xin tạm thời là gợi lại một vài một vấn đề như thế để chúng ta sẽ cùng thảo luận. Và anh Hùng cũng đã cho chúng ta biết được rằng là cái tình hình phát triển ngân hàng số nói chung của các ngân hàng ở Việt Nam thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu sâu hơn trong cái phần tọa đàm của các anh chị sau đây. Thế thì riêng về cái phần này thì hôm nay của chúng ta là có 7 anh chị vừa là lãnh đạo ngân hàng nhưng vừa là những người chúng tôi gọi là diễn thật chứ không phải là diễn giả. Đây là những người làm thật diễn thật. Đúng không? Thế thì xin phép là không giới thiệu. Bởi vì các anh chị cũng đã được MC giới thiệu ban đầu cho nên tôi xin phép nhiều thời gian không giới thiệu. Và tôi xin đi thẳng vào luôn vấn đề. Đấy, thế thì trong thời lượng đâu đó là khoảng tối đa 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta có 7 các anh chị tham gia cùng trao đổi thảo luận, và tôi cũng rất là mong muốn các anh chị chia sẻ thẳng luôn vào vấn đề để chúng ta cùng quan tâm trao đổi. Có lẽ là vấn đề thứ nhất ấy, thì tôi xin mời anh Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và cũng là cái người rất là tâm huyết gắn bó với cái ngành ngân hàng, nghề ngân hàng và hệ thống ngân hàng, và cũng là một con người tôi cho rằng là xính công nghệ đó. Có nghĩa rằng là tiếp cận công nghệ rất là nhanh và rất là ủng hộ. Thế thì xin anh Hùng cho biết cái xu hướng, xu thế và về chuyển đổi số của các ngân hàng Việt Nam hiện nay như thế nào, đặc biệt nếu mà như mà anh chỉ ra được cái gì là cái điểm mạnh, cái gì là cái điểm yếu trong cái tiến trình này của các ngân hàng thì rất là cảm ơn anh. Xin mời anh Hùng, sau đó xin mời chị Chi ạ. Cảm ơn tiến sĩ Cơ Văn Lực. Có thể nói là
cái gợi mở của người dẫn chương trình nhà Trần Văn Lực cũng rất là rõ ràng, để cho cái buổi tọa đàm ngày hôm nay nó có hiệu quả và đi vào vấn đề trọng tâm. Tôi cho rằng là hiện nay thì cái lĩnh vực chuyển đổi số chúng ta nói rất nhiều, và ngành ngân hàng thì chúng ta cũng làm trong cái ngành tiên phong và bước đầu là thực hiện cái việc chuyển đổi số. Nhưng mà chuyển đổi số mà nói mà cách rộng ra ấy, thì có nghĩa là gì? Đúng là khái niệm của chuyển đổi số bây giờ nói chung ai đi đâu cũng nói chuyển đổi số, nhưng mà chuyển đổi số như thế nào nó là vấn đề. Ở đây như đồng chí đã biết, có nghĩa là tất cả các hoạt động trước đây của chúng ta đều là hoạt động công nghiệp và thủ công và bán thủ công, và chuyển dần lên trở thành hoạt động các cái giao dịch đó là những cái giao dịch điện tử, và từng bước trở lên là gì, là các cái hoạt động gần như hoạt động trên công nghệ là cái điện thoại, ứng dụng của công nghệ thông minh, và dần dần từ tới các ngân hàng thanh toán chuyển cho nhau một cách rất nhanh chóng, phục vụ đó là đối tượng khách hàng. Và như chúng ta đã biết, có nghĩa là gì, trước đây đặt vấn đề là mobile banking là vấn đề một khái niệm các ngân hàng đặt vấn đề ra, nó là điều mơ ước là làm sao có thể triển khai được. Đây đã trở thành chuyện bình thường, và với tốc độ hiện nay với việc triển khai mobile banking có nghĩa là nó tốc độ tăng trưởng đến nay là khoảng hơn 200%. Thì báo cáo chị rồi. Và các ngân hàng đã xác định được là gì, chuyển đổi số bây giờ không phải là một còn định hướng là mục tiêu nữa, mà nó là trở là một cái nhu cầu cần thiết của chính mỗi ngân hàng thương mại. Đây là một nhu cầu cần thiết, nó là món ăn hàng ngày rồi chứ không phải chuyện đơn giản nữa. Và nếu không chuyển đổi số thì chắc chắn là ngân hàng sẽ tụt hậu, đặc biệt các ngân hàng thương mại. Trong bối cảnh là gì, không phải có là 70 trên 70 tổ chức tín dụng và có hàng loạt các cái đơn vị trung gian thanh toán các ví điện tử cùng hoạt động. Rồi như các đồng chí nói, có nghĩa là một cái hệ sinh thái tiếp nữa là các đơn vị tham gia và nữa là các đơn vị fintech. Tôi cho là phải nói là vì vậy cho nên các ngân hàng rất quan tâm. Và theo thống kê chúng tôi biết được hiện nay như vậy, khoảng 9 trên 94% các ngân hàng thương mại đã tham gia vào cái lĩnh vực chuyển đổi số. Trên 94%. Như vậy gần như là tất cả các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại đã đều tham gia vào lĩnh vực này. Và hiệu ứng của nó là gì? Trong thời gian vừa qua, ngân hàng nào tham gia vào sâu và cái tiện ích tạo cho người dân được và tiện lợi nhất để đảm bảo mà nhanh, hiệu quả, an toàn thì cái lượng hệ sinh thái của họ chính là khách hàng trải nghiệm nhiều nhất. Mà tôi xin bật mí ra đây là có những ngân hàng thương mại rất là khôn ngoan, mà tôi cho đấy là một cái kinh doanh hết sức là có một cái tầm nhìn xa. Vì vậy thu hút được một lượng khách hàng rất lớn. Thu hút lượng khách hàng rất lớn mà không phải vì cái lợi mục tiêu lợi nhuận trước mắt, mà vì mục tiêu lợi nhuận trong tương lai, tạo được hệ sinh thái. Đồng thời trước mắt là gì? Tạo ra một nguồn tiền gửi không kỳ hạn vô cùng lớn. Tiền gửi không kỳ hạn đó không cần tính đến phí. Và tôi muốn nói thẳng đây là có nghĩa là không cần thu phí. Nhưng cái người ta nhìn trong tương lai là người ta có hệ sinh thái là khách hàng, và người ta có nguồn tiền gửi không kỳ hạn hoạt động liên tục. Nói đến các khách hàng là người ta nói tôi chọn cái ngân hàng này bởi vì tôi không mất phí, nhưng mà tiền chuyển về tiền đi trên tài khoản tiền gửi là tiền gửi không kỳ hạn. Thật sự đấy là cái mà tôi cho là hiện nay có những ngân hàng rất khôn ngoan, không đặt vấn đề phí là vấn đề nó là quan trọng trong tương lai. Đấy là cái nhất là vấn đề của như vậy. Vấn đề thứ hai nữa là hiện nay hành lang pháp lý đối với cái việc chuyển đổi số như thế nào. Tôi cho đây là vấn đề mà có lẽ cũng cần phải xem. Chúng ta nói nhiều về eKYC, chúng ta nói nhiều về cho vay online, nhưng mà có lẽ chỉ những khoản rất nhỏ lẻ thôi. Còn nếu mà triển khai phát triển nên cho vay và chỉ giải là thẩm định đánh giá những khoản vay khách hàng như thế nào, hành lang pháp lý ra làm sao, nó thật sự đây cũng là vấn đề khó khăn, rất khó khăn. Các tổ chức tín dụng triển khai như thế nào, mới chỉ đơn giản hiện nay mới chỉ là thanh toán thôi. Còn ứng dụng ngân hàng số như anh được nói, không phải chỉ có cái thanh toán đâu, ứng dụng vào rất nhiều các hoạt động trong các hoạt động ngành ngân hàng, bảo lãnh, cho vay, thanh toán, đúng không ạ? Tất cả các nghiệp vụ. Thì bây giờ để triển khai một cách tổng thể đúng nghĩa của một ngân hàng số thì phải có một hành lang pháp lý đầy đủ. Cái này tôi cho rằng là cũng cần phải có một cái tham mưu cho ban lãnh đạo ngân hàng nhà nước, làm sao các bộ ngành, ngân hàng nhà nước, các bộ ngành, tham mưu chính phủ, các bộ ngành làm sao mà đồng loạt ra một cái văn bản pháp lý nó đồng bộ, để các tổ chức, các doanh nghiệp và các ngân hàng nói riêng, các tổ chức tín dụng là có thể triển khai ứng dụng mà có hiệu quả, an toàn. Đấy là cái mà tôi đặt vấn đề ra là cái thứ hai. Cái thứ ba mà hiện nay ấy là
mong mỏi kỳ vọng của các khách hàng đối với cả cái việc mà chuyển đổi số của ngân hàng ấy, thì được hưởng các cái sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Là nhưng mà cái sự liên kết thì hiện nay phải nói là gì, chúng ta nếu chúng ta đã dùng và thanh toán cái việc là sự liên kết một sản phẩm, nhiều sản phẩm với nhau thông qua các cái hoạt động thanh toán, thì có thể sự liên kết đó như là trong các dịch vụ y tế này, văn hóa này, giáo dục này, mua bán này, rồi là các cái dịch vụ khác, thì có nghĩa có sự kết nối. Hiện nay tôi cho là đã đáp ứng được tương đối tốt. Nhưng tôi muốn đặt vấn đề ra ở đây là gì, các cái sản phẩm cung ứng dịch vụ mà trên cái nền tảng số, có nghĩa là gì, người sử dụng có thể dùng một cái thiết bị thông minh để có thể sử dụng nhiều tài khoản trên đó thanh toán cùng một lúc, và khách hàng có quyền lựa chọn sản phẩm nào của tổ chức tín dụng nào mang tính hiệu quả nhất, và ngân hàng nào đáp ứng được một cái hiệu quả mạnh nhất, có thể đáp ứng được cái nhu cầu thiết yếu của người dân, thì ngân hàng nó có hệ số là hệ sinh thái lớn nhất. Tôi muốn nói như thế. Thế như vậy là muốn xây dựng cái chủ đề chúng ta là xây dựng hệ sinh thái, và cái giải pháp nào để phát triển sinh thái, thì cái hệ sinh thái đó có nghĩa là gì, bản thực chất là từng tổ chức tín dụng, nhưng mà tổng thể mà nếu chúng ta có sự tổng hợp thống nhất phối kết hợp với nhau, thì tôi cho rằng là cái chuyện đó nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Một trong những vấn đề nữa tôi cho rằng là hiện nay như vậy là ở đây cũng đặt vấn đề thêm nữa là chúng ta đang đấu tranh rất nhiều về cái việc là cái thẻ mua Visa Card và Mastercard. Nhưng mà chúng ta đã có là hiện nay tôi biết rằng là NAPAS cũng đã thành lập là cái thẻ thanh toán nội địa. Tôi cho cũng rất hay, mà trong bối cảnh 2 năm nay là dân chưa đi, nhưng mà các ngân hàng tham gia vào cái lĩnh vực này cũng chưa được nhiều lắm. Và tạo điều kiện làm sao là gì, giảm được cái phí tiêu dùng trong nước mà thông qua Visa Mastercard vẫn phải trả phí. Tôi cho điều đấy là hết sức vô lý. Và trong khi đó một cái bối cảnh hiện nay như thế là tại sao các tổ chức không đồng thuận với nhau, ngồi với nhau để làm sao là phát triển cái dịch vụ thanh toán này, vừa hệ thống là giảm được cái việc là phí đối với cả những cái dịch vụ thanh toán mà trả cho Visa và Mastercard, mà hiện nay chúng ta đang đấu tranh về cái việc này làm sao để giảm phí đối với các tổ chức tín dụng, mà theo thống kê của chúng tôi là trên 240 cái loại đầu phí, thậm chí 260 cái loại đầu phí, nó quá lớn. Chưa biết là phí trồng phí hay không để trao đổi tiếp, nhưng mà thực sự những cái này cũng là một trong lĩnh vực mà phải nói là gì, nếu đã nói về lĩnh vực và chuyển đổi số thì chúng ta cũng phải thấy là gì, ngay bản thân trong các tổ chức tín dụng có sự phối kết hợp đồng thuận để làm sao để triển khai và tạo một cái hệ sinh thái chung trên cái nền tảng công nghệ và tạo sự hình thái chung để làm sao cùng là hoạt động cùng phát triển. Đấy, trên cái sự là có sự phối kết hợp hết sức là. Và cuối cùng thì có lẽ là tôi cho rằng là cái việc chuyển đổi số trong ngành ngân hàng ấy, thì đó là một trong những cái cơ hội rất lớn. Đặc biệt là chính phủ vừa mới chỉ đạo là cần phải đẩy nhanh cái việc là cái việc thanh toán không dùng tiền mặt. Cho nên đây cũng là một trong những cái cơ hội, là một điều kiện và một nhiệm vụ, một trách nhiệm của các tổ chức tín dụng cùng với cả ngân hàng nước làm sao phải tổ chức triển khai là tốt về cái việc là thanh toán không dùng tiền mặt. Và tôi cho rằng đây cũng là một trong những cái hướng tới trong tương lai là phù hợp với cả cái xã hội văn minh là không dùng tiền mặt và đáp ứng được cái yêu cầu là nhu cầu cần thiết của người dân trong cuộc sống, trong sinh hoạt và trong kinh doanh. Một số những cái nội dung xin chia sẻ với cả buổi tọa đàm xin hết ạ. Vâng, rất là cảm ơn anh Nguyễn Quốc Hùng. Rất tuyệt vời, anh Hùng đã cho chúng ta một cái bức tranh rất là rõ về cái tiến trình chuyển đổi số của các ngân hàng tại Việt Nam chúng ta, những mặt được, những mặt chưa được, và cũng đã gợi mở một số những cái nội dung ta thảo luận tiếp liên quan đến chuyện kết nối rồi thay thế hay là bổ sung cho cái hệ thống thanh toán thẻ Visa với Master trong tương lai như thế nào. Rất là cảm ơn anh Hùng. Thế thì đấy là cái câu chuyện về ngân hàng số nói chung của Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta cũng đã trao đổi với nhau khá là nhiều về hệ sinh thái. Thì đây là một trong những cấu phần rất là quan trọng của cái tôi gọi là hệ sinh thái ngân hàng số. Thế thì cái này thì chắc là phải mời chị Trần Diễm Chi, hiện nay là đại diện của Backbase tại Việt Nam. Và Backbase thì cũng là một cái tổ chức tư vấn, nghiên cứu tương đối sâu về dữ liệu, về chuyển đổi số, về hệ sinh thái. Và cũng đã có một cái tài liệu gửi cho hội thảo của chúng ta trước cái ngày hôm nay. Tôi cũng thường xuyên là nhận được những cái chia sẻ, những báo cáo của tổ chức này. Tôi cho rằng khá là hữu ích đối với chúng ta khi chúng ta làm vấn đề mới.
như là chuyển đổi số hay là hệ sinh thái. Thế thì sau đây chắc là xin mời chị Trần Diễm Chi chia sẻ giúp hai vấn đề. Một là xu hướng, xu thế về hệ sinh thái của quốc tế với khu vực đang diễn ra như thế nào. Và cái thứ hai là mong chị gợi mở một vài cái gợi ý cho hệ thống ngân hàng Việt Nam. Xin mời. Rất cảm ơn câu hỏi của anh Luật. Thì trước tiên thì tôi xin gửi lời chào trân trọng đến các quý vị khách mời đang tham gia buổi hội thảo trực tuyến hôm nay. Tôi thật sự cảm thấy rất là vinh dự khi có mặt ở đây cùng với các anh chị lãnh đạo ngân hàng và các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Thì tại Back Bay thì chúng tôi hợp tác với hơn 150 ngân hàng trên toàn cầu và chúng tôi nhận thấy rằng là các ngân hàng hiện nay chủ động hơn trong cái việc bắt kịp nhu cầu của khách hàng cũng như là quan tâm hơn đến những cái hoạt động của đối thủ cạnh tranh cũng như là chú ý học hỏi từ những câu chuyện thành công. Các ngân hàng hiện nay đang hướng đến cái cách tiếp cận là lấy khách hàng làm trung tâm hơn là cách tiếp cận dựa trên sản phẩm. Đó là lý do vì sao chúng tôi nhận thấy cái sự gia tăng của quan hệ đối tác ở trong cái hệ sinh thái. Trong vòng 12 tháng qua, chúng tôi cũng nhận thấy rằng là càng có nhiều ngân hàng đầu tư vào một cái nền tảng kỹ thuật số, không chỉ cho khối khách hàng cá nhân, mà cho cả khối khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp lớn và cả khối quản lý tài sản. Một cái nền tảng cái ngân hàng kỹ thuật số nó là một cái cơ sở để tạo ra một cái hệ sinh thái kỹ thuật số liền mạch và mạnh mẽ. Lấy ví dụ về Grab, thì họ hoạt động trên một cái nền tảng duy nhất kết nối các đối tác chính của Grab như là nhà hàng, các shop ẩm thực, các công ty thanh toán, nhân viên, khách hàng thì đều nằm trên một cái hệ sinh thái và tạo ra một cái trải nghiệm liền mạch và hấp dẫn cho tất cả các bên. Thì thực tế thì cho thấy thì các ngân hàng Việt Nam đã và đang đầu tư rất là nhiều, nhưng lại tập trung chủ yếu vào một số những cái giải pháp mang tính chất phân mảnh và rời rạc. Tuy nhiên thì hiện nay thì các ngân hàng cũng đã nhận ra rằng là để mà mở rộng quy mô và để hiểu khách hàng tốt hơn thì cái điều quan trọng là phải có một cái sự tổng hợp dữ liệu không chỉ từ những cái giải pháp trọng điểm mà còn từ việc hợp tác với các công ty fintech và những cái dữ liệu trong các mảng khác. Vì vậy, ngân hàng hiện nay đang tìm kiếm một cái nền tảng duy nhất nhưng có thể cung cấp được một trải nghiệm khách hàng trọn vẹn, liền mạch, tương tự như cái trải nghiệm ở trên Netflix hay là Grab. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngân hàng sẽ cần phải có một cái hệ thống hoàn chỉnh trong cái việc tổng hợp thông tin, hệ thống hoạt động nhịp nhàng trên toàn bộ ngân hàng cho tất cả những cái ngành nghề kinh doanh và dòng sản phẩm. Hệ thống này cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan về khách hàng cũng như là quy trình khởi tạo mượt mà, giúp tối thiểu hóa chi phí hoạt động và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng. Và đây là những cái lúc mà nền tảng ngân hàng tương tác như là Backbay xuất hiện, một cái nền tảng có thể thực hiện được cái việc là tổng hợp dữ liệu, điều phối tương tác và cung cấp trải nghiệm tổng thể cho khách hàng cũng như là nhân viên ngân hàng. Vì vậy trong cái quá trình hợp tác với các ngân hàng thì Backbay luôn có bốn cái câu hỏi cũng như là bốn cái bài toán mà chúng tôi đặt ra với các ngân hàng để cùng nhau giải quyết. Cái bài toán thứ nhất là làm thế nào để ngân hàng của bạn tạo ra một cái sự khác biệt với các ngân hàng khác. Và cái bài toán thứ hai là ngân hàng có tập trung đúng mức vào cái khách hàng của mình hay không. Cái bài toán thứ ba đặt ra là làm thế nào để ngân hàng tối ưu hóa được cái khả năng tái sử dụng, tính linh hoạt, tính đáp ứng sẵn sàng cho mọi hoạt động của mình. Và nếu làm được thì làm bằng cách nào? Thì để trả lời cho cái câu hỏi này thì là lúc mà chúng ta nói đến cái câu chuyện của một cái nền tảng duy nhất, sử dụng nó thì giúp cho ngân hàng chiến thắng trong cái cuộc đua kỹ thuật số. Và cái câu hỏi của thứ tư, cái vấn đề thứ tư đặt ra là trong cái trường hợp ngân hàng đã đạt được tất cả những cái điều này, ngân hàng đã tạo ra được sự khác biệt, cũng đã đang tập trung vào khách hàng và cũng đang mở rộng quy mô, nhưng làm thế nào để ngân hàng duy trì cái điều đó, không phải là 2 năm hoặc là 3 năm ngắn hạn, mà là duy trì một cái hành trình đổi số mới liên tục. Vâng, em xin hết ạ. Rồi, rất là cảm ơn chị Trần Diễm Chi, rất là hay và đúng là một đơn vị tư vấn hàng đầu đã cho chúng ta một cái bức tranh khá là rõ nét hơn về cái hệ sinh thái của các ngân hàng quốc tế cũng như là trong khu vực, rồi đưa ra bốn câu hỏi. Tôi cho rằng đây là bốn câu hỏi vô cùng thú vị đấy đối với tất cả các lãnh đạo ngân hàng ngồi đây. Thế thì chắc là sau này chị Chi sẽ tiếp tục trao đổi với chúng ta. Xin cảm ơn chị Trần Diễm Chi. Đấy là cái tổng quan thứ nhất. Bây giờ ta sang cái phần thứ hai, có lẽ là nó thú vị hơn và quan trọng hơn, chính là cái hiện trạng và cái cơ hội, thách thức, khó khăn, rồi những cái giải pháp của hệ thống ngân hàng Việt Nam chúng ta như thế nào, đặc biệt quan điểm từ các lãnh đạo ngân hàng. Thế thì trước hết thì chúng ta có một cái câu hỏi liên quan đến việc là vậy thì hiện nay cái thực trạng hệ sinh thái tại các ngân hàng Việt Nam chúng ta hiện nay như thế nào. Thì với câu hỏi này chắc là trước hết thì xin mời chị Nguyễn Thị Quỳnh Giao là Phó Tổng Giám đốc phụ trách cái khối bán lẻ và trung tâm ngân hàng số của BIDV. Chị Giao thì cũng là một lãnh đạo ngân hàng rất là trẻ,
và cũng là khởi xướng đấy, đóng vai trò rất là quan trọng trong cái chiến lược về phát triển ngân hàng số tại BIDV. Và hiện nay thì đang thực thi đây, đang bắt tay thực thi. Nên tôi cho rằng là những buổi như thế này rất là bổ ích cho các lãnh đạo ngân hàng, cho nó có chỉ giao. Thì xin mời chị Giao chia sẻ từ góc độ vừa là lãnh đạo, vừa là một người thực tiễn và vừa là một người có nhiều cái trăn trở. Xin mời. Vâng ạ. Em cảm ơn anh Lực và xin chào tất cả các anh chị tham dự buổi tọa đàm rất là thú vị ngày hôm nay. Xin phép là cho em được trao đổi rất là thẳng thắn và cởi mở, bởi vì nó cũng khá là thú vị trong một buổi mà em nhìn nhận nó gần như là một buổi trao đổi chuyên môn nhiều hơn, để chúng ta có thể có được một cái thị trường mà nó phát triển đồng nhất và cùng một cái cấp độ và level, thì tôi và em nghĩ rằng là cái sự cộng hưởng của cả thị trường nó sẽ tốt hơn. Thế thì câu hỏi của anh Lực thì sẽ tập trung nhiều hơn vào phần hiện trạng của hệ sinh thái số và đặc biệt đối với BIDV thì sẽ là như thế nào. Thì phần của BIDV thì các chị đều biết là BIDV là một ngân hàng lớn và cái việc chuyển đổi số nó cực kỳ áp lực và thách thức. Bởi vì khi lớn thì hệ thống rất là cồng kềnh và đặc biệt là nền khách hàng của BIDV cũng cực kỳ lớn. Vậy thì khi mà thực hiện chuyển đổi số mình sẽ chọn cái chiến lược như thế nào? Thì nó sẽ rất là khác nhau giữa một ngân hàng quy mô nhỏ hơn, ngân hàng và bắt đầu thực hiện cái việc số hóa, hay là một cái ngân hàng mà đã có nhiều năm phát triển rồi và chúng ta phải thực hiện số hóa nó như thế nào. Thì tôi cho rằng đấy là cái thách thức đầu tiên đối với các ngân hàng lớn. Giá như mình được xây dựng nó từ đầu, mình được lựa chọn tất cả mọi thứ từ đầu thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Tập trung vào cái phần hệ sinh thái thì đây cũng là một cái câu hỏi rất khó và bắt đầu cho những người khởi xướng phần chuyển đổi số và xây dựng ngân hàng hệ sinh thái số ở BIDV. Là BIDV là ngân hàng lớn như vậy, với một mạng lưới khách hàng doanh nghiệp lớn, khách hàng cộng đồng khách hàng doanh nghiệp rất lớn ở đa dạng ở tất cả các lĩnh vực. Vậy BIDV có tự xây dựng hệ sinh thái cho riêng BIDV hay không? Và chiến lược ở đây là mình tự xây dựng hay mình sẽ tham gia vào hệ sinh thái của các đối tác của mình? Thì và tôi cho rằng cái câu hỏi này nó sẽ đến với tất cả các anh chị mà lãnh đạo mảng này ở tất cả các ngân hàng. Nếu như mình muốn tự xây dựng và tự phát triển các năng lực của ngân hàng thì mình sẽ muốn là tự xây dựng hệ sinh thái. Nhưng khi phải quyết định với cái điều kiện kinh doanh, sự phát triển thị trường và nhu cầu của khách hàng thì chúng ta sẽ buộc phải lựa chọn tham gia vào hệ sinh thái của các đối tác và cộng hưởng với các đối tác để chúng ta có được những cái giá trị tốt nhất cho cả hai bên và phía ngân hàng cũng như là các công ty fintech và đem lại một cái cao nhất, đấy là trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Và với những cái trăn trở như vậy thì BIDV cũng đã lựa chọn một cái chiến lược là tham gia vào hệ sinh thái của các đối tác, nhưng đồng thời mình cũng sẽ có kiến tạo và đóng góp trong cái hệ sinh thái đấy với những nét riêng của BIDV và những tạo ra một cái sự khác biệt của BIDV. Và cái đấy nó vẫn đang là những cái trăn trở và cái khó khăn và sẽ cần rất nhiều các ý tưởng của các anh chị có thể bổ sung thêm cho tôi sau này. Thế thì đấy là về phần chiến lược lựa chọn và chúng tôi đã quyết định lựa chọn. Vậy thì cái kiến trúc của cái hệ sinh thái của BIDV thì chúng tôi chia ra làm 3 lớp chính. Cái lớp đầu tiên là các cái dịch vụ ngân hàng cơ bản, gọi là cốt lõi, là mình sẽ là người phải sở hữu và quản trị được nó. Thứ hai là cái lớp dịch vụ về bổ sung thêm các cái dịch vụ ngân hàng, ví dụ như là quản lý tài chính, quản lý chi tiêu hay là quản lý thuế, thì đó là những cái dịch vụ gia tăng mà BIDV vẫn là người sở hữu và quản lý toàn bộ cái phần công nghệ lõi của cái phần này. Và mình sẽ thực hiện chủ động đi phát triển các đối tác để thực hiện cái phần tạo cái hệ sinh thái của lớp thứ hai. Đối với phần lớp thứ ba ấy, là phần mà các cái dịch vụ đời sống cho khách hàng, ví dụ sức khỏe, nhà ở, rồi nghỉ dưỡng hay là vé máy bay, vé tàu, các thứ đó thì chúng tôi lựa chọn theo cách là tham gia vào hệ sinh thái của các đối tác. Và như vậy thì chúng tôi sẽ rất là có thể tạo ra được một cái khép kín cho khách hàng trong các cái hệ sinh thái khép kín cho khách hàng để có thể sử dụng được tối đa các cái nhu cầu và theo cách là đồng nhất một trải nghiệm. Và BIDV chỉ có một kênh duy nhất là Smart Banking dành cho khách hàng cá nhân và iBank là dành cho khách hàng doanh nghiệp. Và cái sự đồng nhất trải nghiệm này ở trên tất cả các kênh Internet cũng như là Mobile Banking thì đã tạo ra được cho khách hàng một và cố gắng theo một cái xu hướng là One Stop Shop cho tất cả các cái nhu cầu thông thường của khách hàng. Thì cái đó là cái đặc biệt, cái chiến lược và cái cách thức đi của hiện trạng của hệ sinh thái, và tôi tin rằng là đây cũng sẽ là một cái lựa chọn của khá nhiều các ngân hàng tương đồng. Thế thì vậy thì BIDV có gì khác biệt? Đấy là câu hỏi mà rất là khó khăn, và tôi nghĩ rằng là tất cả các bank đều phải trả lời câu này.
Thì cái sự khác biệt đấy thì tất nhiên nó, khi mà mình đã chọn cái chiến lược là phải tham gia vào hệ sinh thái thì cái sự khác biệt của mình là sẽ rất khó rồi. Thế nhưng mà BIDV có một cái sự khác biệt đấy là chúng tôi có phần hệ sinh thái riêng cho khách hàng mua nhà và vay mua nhà là BIDV Home. Và cái này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo phát triển theo cái mô hình marketplace và mở để tất cả các khách hàng doanh nghiệp của BIDV đều có thể tham gia vào cái hệ sinh thái này và để cung cấp các dịch vụ về cho vay mua nhà của và lựa chọn mua nhà các căn hộ hay là các dự án bất động sản của BIDV tài trợ. Thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cách mà chúng tôi lựa chọn để tạo ra sự khác biệt cho BIDV. Tuy nhiên thì nhân cái ngày hôm nay ấy, thì tôi cũng đã kiến nghị rất là nhiều lần trong rất nhiều buổi họp là muốn thực hiện số hóa tất cả các hoạt động và cung cấp dịch vụ số hóa cho khách hàng ấy, thì có lẽ toàn bộ các cái phần liên quan đến hành lang pháp lý cho cái việc mà cung cấp tín dụng một cách online cho tất cả các khách hàng thì tôi nghĩ là đang là một vấn đề cực kỳ lớn. Mà chúng tôi cũng đã có một cái văn bản để gửi sang Ngân hàng Nhà nước về tất cả các nội dung này, bởi vì tất cả làm bây giờ là đều là thử nghiệm, không có hành lang pháp lý để bảo vệ. Và chúng tôi ở góc độ là một Ngân hàng Nhà nước thì cái rõ ràng cái mà mình có thể vượt qua tất cả những cái hành lang pháp lý để mình triển khai và cung cấp dịch vụ cho khách hàng ấy, thì tôi nghĩ rằng cái đấy là rất là hạn chế. Nhưng mà về mặt giải pháp thì chúng tôi đã sẵn sàng. Và bây giờ cái mà chúng tôi cần hỗ trợ của tất cả các cơ quan quản lý nhà nước là cho phép chúng tôi là có cái hành lang pháp lý đầy đủ để chúng tôi có thể thực hiện và phát triển trọn vẹn cái hệ sinh thái của mình. Và cũng cập nhật với các anh chị một số các nội dung như vậy, và tôi sẽ tiếp tục các tham gia sau, bởi vì thấy anh Lực có vẻ hạn chế về mặt thời gian rồi, cho nên là trong một cái buổi nào đó thì tôi xin phép được nói nhiều hơn. Xin được cảm ơn tất cả các anh chị. Đồng nghiệp thằng nào mà hiểu nhau thế. Rất cảm ơn chị Giao. Tôi cho rằng rất tuyệt vời ạ. Chị Giao đã đưa ra, tôi nghĩ là có ba cái ý chúng ta có thể thảo luận tiếp ạ, và cũng là những thách thức của chúng ta khi mà triển khai ngân hàng số hoặc là hệ sinh thái hiện nay. Thứ nhất là cái rủi ro về chọn chiến lược, tôi cho rằng cái này là cực kỳ quan trọng, tức là ông phải biết là mình muốn gì, đúng vậy là như thế đấy. Thế và trong cái chiến lược này thì ta lại vừa có một cái khẩu hiệu, đây là gì, vừa hòa đồng nhưng mà không để mất mình, đúng ạ. Ta tham gia sinh thái chính là hòa đồng nhưng mà lại không để mất mình. Và lâu nay chắc anh Hiền, anh chị em còn nhớ, ta vẫn nói là hội nhập nhưng mà không hòa tan đây. Nó là chỗ này. Đấy thì một cái ý rất là quan trọng. Thì phải có cái sản phẩm đặc thù, sản phẩm chủ lực của chúng ta như thế nào. Ý thứ hai là chọn các lớp sản phẩm, dịch vụ để chúng ta chơi. Đúng như vậy ạ. Thì chính là cái mà lúc nay tôi vẫn chia sẻ với anh chị. Tôi gọi hôm nay là vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3. Các anh chị thích tham gia vành đai nào? Đấy, thì nó cũng là một cái lựa chọn vô cùng quan trọng đối với mỗi tổ chức của chúng ta. Và ý thứ ba thì chị Giao kiến nghị, tôi cho rằng rất khớp ý của anh Hùng lúc nãy, đại diện Hiệp hội Ngân hàng, chính là hành lang pháp lý. Và cũng rất may là có anh Hiền ngồi đây rồi. Đấy, ta thấy rất rõ là gì, hiện nay các tổ chức tín dụng đều có băn khoăn vướng mắc về hành lang pháp lý của chúng ta. Có cái thì xin thưa anh chị như thế này ạ, có cái thì nhanh quá. Đấy, ví dụ như ban hành mấy cái lệnh gọi là giấy đi đường thì là nhiều khi là nhanh lắm. Thế nhưng mà có những cái là chậm quá. Đấy, xin thưa chị như thế. Thế thì hiện nay đúng như chị Giao nêu hiện nay thế này ạ. Thanh toán số thì ok. Và chuyển tiền số thì ok. Online thì ok. Nhưng mà tín dụng online hiện nay là chưa làm được. Đúng như anh Hùng nêu, một vài khoản nhỏ lẻ hoặc là một số những khoản cho vay ngân hàng như các gọi là fintech đã và đang làm. Cái đó là ok, nhưng các tổ chức tín dụng hiện nay mà muốn cho vay online xin thưa chị là cực kỳ khó, rất khó. Rất may là từ ngày 4 tháng 12 năm 2020 là Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu cho phép eKYC, thì năm nay rất may là dịch bệnh chúng ta mới đỡ được rất nhiều. Và hiện nay đài với báo chí cũng đã gọi là khen ngợi cái góc độ này của hệ thống ngân hàng trong thời gian vừa qua. Nhưng chúng ta thấy rất rõ hành lang pháp lý là một cái vướng khá là lớn, thì các anh chị sẽ trao đổi thêm. Rất là cảm ơn chị Quỳnh Giao, rất tâm huyết và tôi cho rằng chỉ ra rất trúng vấn đề đấy. Xin mời anh Đinh Văn Chiến, không biết là anh có gì bổ sung tiếp ạ, cái phần này, hệ sinh thái của hệ thống ngân hàng nói chung và bản thân TP Bank nói riêng, tôi cho rằng cũng là một cái case study rất là thú vị ở Việt Nam chúng ta đấy. Như chị Giao có nêu ấy, ngân hàng nhỏ sẽ có chiến lược tương đối khác so với một cái ngân hàng lớn. Thì tôi cho rằng là TP Bank, Tiên Phong Bank cũng đã rất là tiên phong, đúng như tên gọi của mình, trong cái thời gian vừa qua và cũng đã đạt được rất nhiều cái kết quả tích cực đấy, trong cái câu chuyện về chuyển đổi số. Xin mời anh Đinh Văn Chiến chia sẻ.
Vâng, xin cảm ơn anh Lực về những lời giới thiệu về TP Bank. Xin chào tất cả các anh chị tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay. Thì đúng là như anh Lực có nói thì TP Bank thì có một cái xuất phát điểm và một cái hướng triển khai nó sẽ có khác với cái điểm bên BIDV chị Quỳnh Giao vừa nêu lên. TP Bank thì một ngân hàng trẻ, ngân hàng mới và đặc biệt là ngay từ ngày thành lập thì chúng tôi là với định hướng là ngân hàng số rồi. Cho nên thực sự cái quá trình hiện nay của chúng tôi là chúng đổi mới số. Thì đấy thì bên TBank hiện nay thì chúng tôi đang ở góc độ là đổi mới số để nâng cấp cái hoạt động số đây lên một cấp độ tốt hơn, cao hơn để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển mới của cái việc chuyển đổi số ở trên thị trường cũng như là cái việc xây dựng các cái hoạt động như là ở hôm nay như chúng ta đề cập là ngân hàng số hay là hệ sinh thái ngân hàng số. Thì xét về cái câu hỏi liên quan những cái hoạt động, những cái xu thế liên quan đến xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số ấy, thì tôi xin bổ sung ở một góc nhìn khác về những cái hoạt động hiện nay của các ngân hàng, của cái việc xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số. Tại vì khi mà xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số này ấy, thì ở góc nhìn của tôi thì nó đang có thể tập trung ở ba cái hoạt động chính mà có thể tôi nêu lên với cái cấp độ là từ những cái hoạt động với gọi là hơi âm thầm một chút xíu đến những hoạt động rất là nổi bật ở trên thị trường và mọi người có thể nhìn thấy một cái rõ nét. Đấy. Thì đầu tiên là một hoạt động là trong nội tại của các ngân hàng. Đấy, trên cơ sở những cái kinh nghiệm của TBank chúng tôi, trong nội tại ngân hàng thì ngân hàng đang phải xây dựng cho mình cái năng lực để làm sao để phát triển cái hệ sinh thái ngân hàng số ấy. Năng lực ở đây thì tôi thấy có hai phần năng lực. Một là năng lực liên quan đầu tiên là công nghệ. Đúng không? Cần có một cái năng lực công nghệ để tham gia được cái kết nối, tham gia được hệ sinh thái ngân hàng số này từ góc độ là xây dựng cho mình một cái digital platform để thực sự đáp ứng được kết nối đó. Thực sự phải hoặc có các hệ thống liên quan đến xử lý dữ liệu, liên quan đến automation ở trong hệ thống thì chúng ta mới có thể xử lý, tham gia được cái hoạt sinh xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số. Và ba là những cái công nghệ liên quan đến chẳng hạn như mới như là API. Đúng không? Những cái hệ thống API đấy để đáp ứng cho việc là kết nối, xử lý giao dịch nhanh và hiệu quả đối với các cái hệ sinh thái ngân hàng số này. Ví dụ với TBank chúng tôi xây dựng cả một cái gọi là API sandbox, một cái môi trường thử nghiệm để gì tất cả các cái partner, tất cả các fintech có thể vào đấy để trải nghiệm cái phần kết nối với TBank, và sau khi mọi thứ nó chuẩn hóa rồi ấy, thì cái hoạt động kết nối chính thức ấy, nó nhanh hơn rất nhiều, hiệu quả hơn rất nhiều. Thì đấy là cái phần về mặt công nghệ. Phần thứ hai là cũng phải chuẩn bị cái năng lực về mặt mô hình hoạt động. Tại khi mà kết nối như này, xây dựng hệ sinh thái ấy, cái sản phẩm chúng ta làm, cái cách thức chúng ta cung cấp triển khai sản phẩm và vận hành cái sản phẩm đấy, nó phải thay đổi, nó phải khác đi. Chúng ta không thể áp dụng theo cái mô hình truyền thống được. Mô hình truyền thống nó sẽ không đáp ứng được nhu cầu khi mà chúng ta tham gia hệ sinh thái ngân hàng số. Đấy, thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái hoạt động mang chất là nội tại từ trong ngân hàng và nó khá là âm thầm. Nhưng thật sự chúng ta quan sát thì có thể nhìn thấy rằng nó đang triển khai. Nhóm thứ hai là gì? Thực sự là cái hoạt động, những cái nhóm hoạt động liên quan đến hợp tác và kết nối các công ty công nghệ. Thì các công ty công nghệ đây thì nó có rất nhiều, bây giờ chúng ta rất nhiều thấy nhiều các công ty công nghệ đã có xuất hiện rồi, đúng không? Họ cung cấp cho mình những cái công nghệ, những cái năng lực để thực sự với ngân hàng thì không tự đầu tư phát triển đó, nhưng mà các cái công ty fintech đây đã cung cấp rồi, chúng ta phải tích hợp vào để dùng nó để cải thiện cái quá trình giao dịch cũng như là cái việc cung cấp sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Đấy là những cái như là eKYC, những cái liên quan đến e-sign, những cái liên quan đến những kết nối liên quan đến gọi digital platform để làm sao cho vấn đề xử lý giao dịch một cách hiệu quả hơn và với một cái quy mô nó lớn hơn rất nhiều so với những cái quy mô mà trước đây chúng ta từng làm. Thì đây là nhóm hoạt động thứ hai. Nhóm hoạt động thứ ba thì tôi thấy rằng là nó rất là nhìn thấy rất nhiều ở trên là, tức là thực tế là các ngân hàng đang tham gia kết nối với các công ty fintech, các cái đối tác khác nhau. Thì các công ty đối tác đấy có bao gồm có rất nhiều loại, nó đơn giản nhất là có cụ thể nhiều nhất là chúng ta thấy rất nhiều công ty về ví. Các cái ví điện tử đấy không đơn giản với câu chuyện kết nối ví để thực hiện giao dịch chuyển tiền nữa, mà còn rất nhiều hoạt động có thể tương tác với nhau với các công ty ví, các sàn thương mại điện tử, đúng không? Với các cái platform khác nhau để ở đấy họ cũng có một cái lượng khách hàng, có một cái cơ sở khách hàng có thể tương tác được. Vì khi mà có cái hoạt động, tại sao các ngân hàng đang tích cực triển khai cái phần đó là vì phần thực sự các cái đối tác đó, các cái công ty fintech đấy đang có một cái số lượng khách hàng rất là lớn. Ngoài cái số lượng khách hàng lớn ấy, thì thực sự ở các công ty này họ có một cái dữ liệu về khách hàng. Cái dữ liệu đấy nó thể hiện cái sự hiểu biết của mình đối với khách hàng. Thì không phải về mặt nhu cầu, về mặt hành vi và tất cả những cái tương tác hàng ngày. Đấy là những cái đối tác họ có cái tương tác thường xuyên hơn đối với khách hàng so với việc là ngân hàng các cái tương tác đó. Và thực sự đấy nó một cái điểm thứ ba là các đối tác này có một cái kênh tiết kiệm, kênh tiếp cận hoặc là một cách cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Nó cũng thực sự là nó có vẻ là nó sát với thực tế hơn, nó gần hơn với người tiêu dùng. Là thì đấy là những cái lợi thế mà thực sự là các ngân hàng, các công ty tài chính đang kết nối với các cái đối tác này để làm sao đây chúng ta có những hợp tác xây dựng ra cùng một cái gọi là hệ sinh thái. Mà khi mà có một cái hệ sinh thái này ấy, thì mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu là chúng ta phục vụ khách hàng tốt hơn,
thì tại sao đấy có thể phục vụ những khách hàng tốt hơn đấy? Một là với những cái năng lực, những cái lợi thế mà ngân hàng có hay đối tác có, chúng ta có thể cùng sáng kiến ra những cái sản phẩm mới. Thực ra có thể là những sản phẩm dịch vụ tài chính đấy, nhưng thực sự nó rất mới ở góc độ là gì? Nó cho phép chúng ta làm cái thủ tục nó đơn giản hơn, với những cái quy trình nó dễ dàng, nhanh chóng và gọi là mang chất thân thiện hơn với người dùng, và cùng là cái chi phí tiết kiệm hơn. Với tất cả những cái đó thì nó là mang lại lợi ích ngân hàng, nhưng thực sự khi mà cái việc kết nối với các cái đối tác này thì cái hệ sinh thái ngân hàng số nó giúp cho gì? Cái trải nghiệm của khách hàng, cái sự hài lòng của khách hàng liên quan sử dụng các dịch vụ ngân hàng tài chính hoặc thì nó sẽ hiệu quả hơn và thấy thích thú hơn. Thế đấy là những cái mà thực sự là ba cái sự kết nối và ba cái sự chuẩn bị các cái xu thế, các hoạt động mà đang triển khai để nhìn thấy, để xích trong quá trình xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số. Nhưng mà chúng ta đây là số và trực tiếp, nhưng chúng ta như anh Võ Tân Long có nói rằng chúng ta cũng không quên được là những cái kênh ngoại tuyến, tức là physical network. Thì thực ra bây giờ cũng đang có rất nhiều các hoạt động liên quan kết nối với các đối tác mà có các cái hệ sinh thái mang chất là ngoại tuyến, là các mạng lưới giao dịch, các mạng lưới tiếp cận khách hàng một cách offline. Thì khi như thế thì kết hợp cả cái phần online và offline, chúng ta sẽ có một hệ sinh thái nó đầy đủ, nó đa dạng và nó thực sự nó phù hợp với các đối tượng khách hàng khác nhau, chứ không tập trung, nó chỉ không bị thiên về một cái là gì, trực tuyến, mà thực sự là có trực tuyến và có ngoại tuyến. Như thế thì cái trải nghiệm khách hàng nó được đầy đủ hơn, nó được hiệu quả hơn. Thì đấy là một số cái điểm mà từ trên cơ sở hoạt động của TBank cũng như là quan sát các hoạt động của ngân hàng, chúng tôi thấy rằng đấy là những cái hoạt động, những cái xu thế mà đang triển khai, và chắc chắn là nó giúp cho cái việc xây dựng cái hệ sinh thái ngân hàng số càng ngày càng phát triển hơn, và nó sẽ phục vụ tốt hơn cho khách hàng, người dân và phát triển nền kinh tế nói chung. Xin hẹn. Vâng, rất là cảm ơn anh Đinh Văn Chiến. Tôi và Đinh Văn Chiến thì cũng tương tác nhiều, đúng không? Đúng là cái ý thứ hai mà anh Chiến có nêu ấy, chính là chúng ta phải tương tác như thế nào đối với đối tác, tương tác với như thế nào đối với khách hàng. Và ý đầu anh Chiến nêu tôi cho rằng vô cùng quan trọng, chính là chuyển đổi số bản thân chúng ta. Cái này là cái mà tôi cho rằng là ngân hàng nhỏ sẽ dễ hơn đối với ngân hàng lớn. Đấy. Thế thì anh Chiến đã nêu rất là rõ năng lực công nghệ, rồi quy trình, rồi sản phẩm. Tôi xin bổ sung một ý nữa mà tôi với chị Giao của BIDV rất là thúc đẩy, chính là cái văn hóa số. Tức là đấy, là bây giờ ta có chiến lược rất là hay, vân vân, giống như bữa sáng anh Hiển đã nêu ấy. Nhưng mà cuối cùng là văn hóa số ở đó, trên có khi nói nhưng mà dưới không làm, hoặc là trên có chiến lược hay nhưng mà dưới không thực thi. Những văn hóa số tôi cho là một ý vô cùng quan trọng trong nội bộ của mỗi chúng ta. Đặc biệt anh Chiến cũng có gợi ý cái lúc này anh Tấn anh Tấn Long nêu ấy, là mô hình hỗn hợp hybrid rất là chuẩn ạ. Tức là ta không thể số hóa hoàn toàn được đâu, đúng chưa? Không thể có gọi là một cái mô hình neo bank ở Việt Nam chúng ta hoàn toàn được, bởi vì chúng ta vẫn là một đất nước là đang phát triển. Đấy, đúng chưa? Muốn gì muốn là phải kết hợp cả đông y tây y của chúng ta, nó là như vậy. Rất là cảm ơn anh Chiến, và chắc là sau này sẽ mời anh tham gia tiếp cái phần trao đổi hoặc là cái phần hỏi của các khán giả sau. Rất là cảm ơn ạ. Bây giờ ta sang một cái vấn đề nữa mà thời gian chúng tôi quan sát thấy, chính là liên quan đến dịch bệnh. Và dịch bệnh thì rõ ràng là nhiều, như anh Hùng có nêu, cái xu hướng về thanh toán không tiền mặt, xu hướng về chuyển đổi số, ngân hàng số nó phát triển tương đối nhanh và mạnh thời gian vừa qua. Nhưng mắc một cái là vấn đề về giãn cách. Đấy, thế thì nó rất là thách thức đối với hệ thống ngân hàng. Một mặt là vẫn đảm bảo duy trì, một mặt là tăng cái tính trải nghiệm tương tác đối với khách hàng. Thì cái này tôi cho rằng là chúng ta chắc là phải nhờ đến một cái con người rất là kỳ cựu và tâm huyết. Đó là anh Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và kiêm Tổng Giám đốc của MB Bank, cũng là một cái người tôi cho rằng là kiến trúc sư quan trọng của MB Bank để thúc đẩy MB Bank có được như ngày hôm nay, và cũng là có một cái gọi là tầm nhìn và cái chiến lược rất là rõ nét về chuyển đổi số trong thời gian tới. Thì xin mời anh Lưu Trung Thái chia sẻ giúp cái phần này, vì tôi cho rằng cái này cũng là một cái nhiều vướng mắc của nhiều ngân hàng trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn anh Lực với ban tổ chức. Cảm ơn anh Hiển và ban tổ chức cho phép tôi được tham gia vào chương trình này. Để sau khi mà nghe các cái anh chị trao đổi và chia sẻ các cái vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, hệ sinh thái số và cách làm của
của các ngân hàng bạn ấy, thì tôi thấy là có lẽ là tôi chuẩn bị một thứ nó tương đối dài dòng, xin phép mà nói ngắn gọn lại. Tóm lại, chúng ta đang chia sẻ các vấn đề liên quan đến hệ sinh thái số, cũng như là cái ý của anh Lực là trong cái giai đoạn Covid thì nó sẽ tác động như thế nào. Để báo cáo các đồng chí với các anh chị thế này, năm 2019 ấy, thì tôi có đọc các cái báo cáo, và thời điểm đó ấy, thì bản chất là cách đây 2 năm thôi, thì chúng ta thường là lập một chiến lược chuyển đổi số khoảng 5 năm, và hầu hết các nhà quản trị thì lúc đó đang tư duy là 5 năm sau ấy, thì chuyển đổi số bản chất là đầu tư về công nghệ. Thời điểm đấy tôi nghĩ là hầu hết các lãnh đạo, các tổ chức kinh doanh lớn có nghĩa là có số lượng khách hàng lớn ấy, thì đều tư duy như vậy. Thế tuy nhiên ấy thì rất là nhanh thôi, sau đó thì khoảng 1 năm sau, nghĩa là sau khi Covid, thì chúng ta nhìn thấy rõ là số hóa hay chuyển đổi số thì không phải là vấn đề của công nghệ. Nó hoàn toàn là một cái tư tưởng kinh doanh khác, mà trong đó thì có người thì định nghĩa là tập trung vào khách hàng, có người thì định nghĩa là số hóa hành trình trải nghiệm khách hàng, có người thì đặt tên cho nó là kinh doanh hay đầu tư nền tảng, hay là có người thì như định nghĩa của một số anh chị thì là cách làm là chuyển hay là thiết kế từ kênh online sang kênh offline O2O. Có nhiều các cái tiếp cận khác nhau, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta đều nhận ra rằng là đó không phải chỉ là vấn đề đầu tư công nghệ. Đấy là điểm thứ nhất mà tôi nghĩ là quá trình chúng ta đang triển khai. Vấn đề thứ hai ấy, mà chúng ta thấy là Covid nó chỉ làm cho chúng ta tăng nhanh tốc độ của cái tiến trình này thôi, còn nó là tiến trình tất yếu. Lý do của nó thì rất rõ là chuyển đổi số và tạo lập hệ sinh thái riêng cho các đơn vị thì nó quá ưu thế. Nó quá ưu thế vì thứ nhất là chúng ta giải được bài toán trải nghiệm khách hàng. Cái ưu thế thứ hai là chúng ta có thể tiếp cận với số lượng khách hàng nhanh và không cần phải mở rộng các cái đầu tư về chi nhánh, phòng giao dịch, vật lý. Cái thứ ba là chúng ta có thể hiểu được khách hàng rất nhanh chóng và đọc được hay là nhận biết được những cái phàn nàn cũng như là những yêu cầu mới của họ. Thế do đó thì chúng ta thấy rằng là Covid nó chỉ giúp cho cái tiến trình này phát triển nhanh hơn thôi. Thế thì trên quá trình đó thì tôi cũng sẽ xin chia sẻ với anh chị mấy cái việc mà MB đã làm. Cái này các anh chị cũng cơ bản chắc cũng biết rồi. Chắc tôi chỉ nói cái quá trình này rất nhanh thôi. Nghĩa là năm 2016 ấy, thì chúng tôi có lập một cái chiến lược. Lúc đấy nó dài dòng, nó có cáo bác Hiền. Dài dòng viết phải mấy trăm trang ấy. Và trong đó thì tiêu chung lại là thế này. Tiêu chung lại là đầu tiên ấy, là MB sẽ đầu tư vào nền tảng. Đầu tiên là kinh doanh nền tảng. Đầu tiên là kinh doanh này. Vì hệ sinh thái và nền tảng thì nó có mối liên hệ vật thiết với nhau. Hệ sinh thái là nói với khách hàng, nói với đối tác, nói với các liên kết. Còn nền tảng là hệ thống của chúng ta, hệ thống của một tổ chức dùng để vận hành cái hệ sinh thái đó, hoặc là dùng để kết nối với các đối tác. Thì trên cơ sở đó thì việc đầu tiên của chúng tôi là xác định là đầu tư nền tảng. Và xác định là đầu tư nền tảng ấy, thì MB đầu tư vào hai nền tảng, một là App MB và hai là Biz MB. App MB là dành hoàn toàn cho cá nhân và Biz MB là dành cho doanh nghiệp. Nó giống như cái logic mà hai cái sản phẩm mà chị Quỳnh Giao có nói ở bên BIDV. Nhưng cách làm của chúng tôi khác hơn. Gần đây hơn ấy, thì chúng tôi cũng có nghiên cứu và triển khai một cái mô hình mới là mô hình Smart Bank. Smart Bank là cách chúng tôi chuyển đổi từ online sang offline, nhưng mà hoàn toàn là tự động hóa. Và hầu hết khoảng 30 cái loại dịch vụ được thực thi ở cái Smart Bank này, thì chúng tôi đã đầu tư khoảng 30 điểm Smart Bank này trên các cái khu vực trọng điểm, và báo cáo các anh chị là nó giải quyết được cơ bản.
hầu như là nó giải quyết được cơ bản các vấn đề mà chúng ta chuyển từ online sang offline. Và khách hàng thao tác sử dụng online trước và cần thì đến điểm giao dịch là Swapbank. Thế thì câu hỏi thứ hai đặt ra là thế liệu có cần Swapbank nếu chúng ta có sẵn hệ thống vật lý là các chi nhánh không? Thì câu hỏi này thì báo cáo các anh chị là nếu dùng kênh vật lý thông thường ấy, kênh chi nhánh thông thường thì vẫn có thể giải quyết được, nhưng nó không toàn diện. Vì sao? Thì vì là vẫn phải dùng con người. Mà khi có dùng con người với quy mô lớn ấy, một số ngân hàng chúng tôi có khoảng 10.000 nhân viên, thì chúng ta không thể đảm bảo là 10.000 nhân viên của chúng ta, 8.000 nhân viên làm việc trực tiếp thì chất lượng và tốc độ như nhau được. Thì báo cáo anh chị là 30 cái xung quanh nó giải quyết vấn đề là hầu như cái trải nghiệm khách hàng là tương đồng với online. Thì đấy là cái vấn đề mà chúng tôi đã triển khai. Cái quá trình triển khai này thì nó dẫn đến cái kết quả như thế nào trong 4 năm vừa qua ấy? Nó đơn giản là mỗi thế thôi, là kinh doanh nền tảng, đầu tư vào nền tảng và giải quyết bài toán online to offline. Thế thì đấy là điểm thứ nhất mà chúng tôi giải quyết. Câu chuyện thứ hai là quá trình đó thì là một quá trình mà phải cải tiến liên tục. Cải tiến liên tục bằng cách nào? Thì báo cáo anh chị là có rất nhiều cách để giải quyết, nhưng cơ bản là phải nhờ các việc lắng nghe trực tiếp được các phàn nàn của khách hàng về dịch vụ, và từ đó thì chúng ta cải tiến liên tục. Vì bản thân hệ thống của chúng ta hay là 10.000 người của ngân hàng cộng với 6.000 người của công ty thành viên của chúng tôi ấy, thì khi báo cáo với các anh chị là các báo cáo về khách hàng, về chất lượng dịch vụ khách hàng, khi đến tay của nhóm lãnh đạo BOM ấy, thì nó đã được customize và hầu như là nó đã đẹp đẽ rồi. Nhưng nếu chúng ta nhìn trực tiếp vào các cái phàn nàn của khách hàng trên hệ thống, thì các đồng chí, các anh chị sẽ nhìn thấy được câu chuyện là chúng ta có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Thì đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nghĩa là làm thế nào để giải quyết bài toán liên quan đến trải nghiệm khách hàng bằng cách là chúng ta nghe trực tiếp được khách hàng. Đấy là điểm thứ hai chúng tôi giải quyết. Cái vấn đề thứ ba mà chúng tôi giải quyết ở trên quá trình đó ấy, là chúng tôi bắt đầu và tư duy về công nghệ như thế nào. Thì báo cáo các anh chị là hiện nay thì có nhiều cách tiếp cận khác nhau, và đầu tư về công nghệ hay đầu tư về con người hay đầu tư vào phần cứng, đầu tư vào iCloud hay đầu tư vào bảo mật như thế nào, chúng ta tự làm cái gì và không tự làm cái gì, tại sao chúng ta phải tự làm? Các anh chị, đấy là những câu hỏi mà phải đặt ra. Tuy nhiên ấy, thì tư tưởng xuyên suốt của MB trong giai đoạn vừa qua ấy, các vấn đề liên quan đến cái khác biệt hay là những vấn đề cần phải có chuyển đổi nhanh hay là những vấn đề liên quan đến sản phẩm thì chúng tôi tự sở hữu. Lý do thì các anh chị nhìn thấy là ví dụ như là app MB của chúng tôi ấy, thì hoàn toàn là sản phẩm do chúng tôi tự phát triển và nghiên cứu. Hay biết chữ MB cũng vậy. Và hai cái sản phẩm này đều được giải thưởng sao khuê về công nghệ. Hay Swapbank chẳng hạn thì là một sản phẩm chuyển đổi số cấp độ chi nhánh và cũng được giải thưởng Asia Banker. Thì tư duy như vậy thì nó làm cho lực lượng cũng như là hệ thống của các đơn vị ở dưới nó sẽ rất vất vả. Nhưng tuy nhiên chúng ta này giải quyết được một câu chuyện là khi chúng ta cần thì chúng ta điều chỉnh được ngay, và khi chúng ta gặp sự cố ấy, thì cũng giải quyết được nhanh hơn. Thì tuy nhiên cái cách nào đó thì nó vất vả hơn, nhưng mà tất cả các cái đơn vị mà muốn sở hữu hệ sinh thái riêng và muốn kinh doanh nền tảng thì đều phải thực hiện. Qua nghiên cứu của tôi đối với các cái đơn vị kinh doanh nền tảng hay những nền tảng lớn ấy, thì đều do họ trực tiếp phát triển. Thì đấy là điểm mà chúng tôi đang lựa chọn. Thì qua cái quá trình đó thì ngân hàng đã thay đổi như thế nào? Thì báo cáo với anh Hiển là hai ngân hàng quân đội thì hay MB Bank ấy thì hoạt động đến nay là năm thứ 27. Trong 25 năm ấy thì chúng tôi có khoảng 4 triệu khách hàng. 4 triệu khách hàng nó to bằng nửa hoặc 1/3 BIDV của anh Lực. Thế thì năm 2020 là năm bắt đầu chúng tôi có những cái thành quả đầu tiên lớn. Năm đấy thì năm 2020 chúng tôi có thêm được 2 triệu khách hàng mới. Năm 2021 thì 6 tháng đầu năm chúng tôi có 2,5 triệu khách hàng mới. Năm nay chúng tôi đang planning khoảng 4 đến 5 triệu khách hàng mới. Thì như vậy thì cộng với các công ty thành viên ấy thì chúng tôi đã có khoảng 10 triệu khách hàng mới. 10 triệu khách hàng đang phục vụ. Năm 2018 thì năm đầu tiên chúng tôi lập khối ngân hàng số, thì năm đó thì mục tiêu là
đạt khoảng 8 triệu giao dịch một năm trên kênh số. Và có ý hiện như thế. Thì năm đến tháng cuối cùng thì các anh giám đốc ngân hàng số anh mới đạt được cái con số này, anh sớm quá anh nên báo cáo anh là được 8 triệu rồi. Đấy. Năm nay thì báo cáo anh các anh các chị là một ngày ấy, thì MB có 1,1 triệu giao dịch. Và trên tổng số giao dịch của ngân hàng thì khoảng 92-93% giao dịch là hoàn toàn trên kênh số. Và McKinsey đánh giá là vừa rồi họ làm chiến lược cùng tôi, họ đánh giá là cái tỷ trọng giao dịch số của MB hiện nay thì nó đứng trong tiêu chuẩn của châu Á, trong nhóm đầu của nhóm tiêu chuẩn giao dịch số của châu Á. Đấy là vấn đề mà chúng tôi đã đạt được. Thế thì tóm lại là quá trình triển khai ấy, thì nó có vấn đề gì nữa về vấn đề liên quan đến chính sách, thì vì cái này là cái mới qua thì chưa nghĩ. Hôm nay thì anh Hiển và anh Lực cũng có đề nghị, thì tôi có đề xuất với ban kinh tế trung ương ấy, với các anh các chị là có lẽ chúng ta phải có một số cái vấn đề đặt vấn đề như thế này. Thứ nhất là chính sách thì cần tiếp cận đến các cái hướng nào trong quá trình chuyển đổi số cũng như là tạo ra cái hệ sinh thái số cho ngân hàng. Vì ngân hàng nếu không giải quyết những câu chuyện về căn bản thì như anh Hùng nói sẽ rất chậm của quá trình đổi mới. Thế thì thứ nhất là chúng ta nên tiếp cận đến các vấn đề về không gian dịch vụ cho ngân hàng đến đâu. Đấy. Và hướng của nó thì vì chúng ta hướng đến tài chính toàn diện, hướng đến là một người dân người ta có thể dễ dàng lấy cái video clip đầu tiên là cái ông điều phu, ông đang đi trồng rừng, ông mới mở điện thoại di động của ông ra và ông mở tài khoản. Đấy. Thế thì đấy là online, đúng không? Online chúng ta có thể giải quyết được hầu hết đến tất cả các địa phương rồi, kể cả vùng sâu vùng xa cũng có 4G rồi. Và tới đây còn có 5G nữa. Thì tôi nghĩ là cái giải quyết câu chuyện của ngành ngân hàng vừa rồi, giải quyết câu chuyện về eKYC là ổn. Cái câu chuyện thứ hai là nó không chỉ có online, nó còn cái phần phục vụ offline nữa. Thế ngân hàng thì không thể mở đến đấy sát bản của ông kia được. Thế thì như vậy thì cái kết nối rộng rãi hay là cho phép làm ngân hàng đại lý thì nó phải được càng mở rộng càng rộng càng tốt. Nó không phải có một tư tưởng là hạn chế cái việc liên quan đến việc cái điểm đại lý được. Miễn là ngân hàng nhà nước hay là chính phủ phải nghĩ đến chuyện là tiêu chuẩn của các ông đấy là cái gì, tiêu chuẩn kết nối và thanh toán của ông là gì, và đưa ra tiêu chuẩn đó cho chung cho toàn ngành. Thế còn ông đã là hệ sinh thái thì ông phải càng kết nối được càng rộng lớn càng tốt. Thì đấy là điểm mà tôi nghĩ là phải đặt ra vấn đề về tư tưởng. Còn nếu không ấy thì nó sẽ hạn chế cái việc liên quan đến cái chất lượng cuối cùng của cái dịch vụ mà chúng ta đang muốn xây dựng cho toàn bộ xã hội. Thì đấy là điểm đầu tiên mà tôi nghĩ là chính sách càng cần hướng tới. Thứ hai là trong quá trình này thì các đồng chí và các anh chị nhìn thấy là có một số nền tảng nó vô cùng quan trọng cho toàn ngành chúng ta. Anh Lực cũng nhắc đến cái việc liên quan đến blockchain. Chúng tôi cũng đã tham gia thử cái hệ thống về LC mới sử dụng blockchain của Couture. Thế thì đấy là nước ngoài. Thế tại sao chúng ta không suy nghĩ đến chuyện này? Ví dụ như một cái nền tảng rất quan trọng mà chúng ta cần phải tính toán đến là Chase Finance. Ở Trung Quốc hay ở Singapore thì họ đã xây dựng hệ thống này, và hệ thống này là sở hữu là của nhà nước. Báo cáo anh Hiển như thế. Thế tại sao họ phải xây dựng cái hệ thống này cho quốc gia? Lý do ấy là có vài triệu doanh nghiệp mà giao dịch nếu được sử dụng hệ thống Chase Finance này thì nó sẽ công khai và minh bạch và chính xác và sử dụng blockchain. Thế do đó ấy, thì hiện nay tại sao lại có cái việc là khách hàng nhỏ, khách hàng siêu nhỏ thì khó vay vốn? Vì đơn giản là ngân hàng chúng ta không tin vào những giao dịch mà bình thường chúng ta không nhìn thấy được. Nhưng mà nếu chúng ta có một nền tảng được sở hữu hay được đạo diễn chẳng hạn, hay accelerator anh hiểu không? Thì dữ liệu giao dịch được tự minh bạch. Nếu mà MB đã tài trợ 50% rồi thì BIDV có thể tài trợ tiếp 50%. Nhưng mà thế là 100% thôi. Và như vậy có an toàn và minh bạch. Thì cách đó thì các nước, các quốc gia, ví dụ Trung Quốc và Sinh đã triển khai. Thì những cái nền tảng trọng yếu
mà liên quan đến nhiều người thì nhà nước phải chủ trì hoặc tìm mọi cách nào đó để chủ trì. Đấy là điểm thứ hai mà tôi đề nghị nghiên cứu. Cái phần thứ ba mà tôi muốn đề xuất là chúng ta có thể làm nhanh hơn ấy, là những tiêu chuẩn mới về thanh toán. Đấy, hay là những tiêu chuẩn mới về KYC hay là e-contract. Báo cáo các anh chị là nếu chậm những vấn đề này, vì tiêu chuẩn của công nghệ mới thì bao giờ nó đi trước. Thế thì nếu mà hành lang pháp lý nó đi chậm hơn so với thực tế thì nó sẽ thường là nó sẽ kéo ra chậm lại cái tiến trình, đẩy nhanh, thúc đẩy cái tiến trình này. Thế nếu chúng ta làm nhanh hơn, ví dụ vừa rồi thì vụ thanh toán từ Lapad làm việc tôi nghĩ là rất tốt, là các anh chị đưa ra chuẩn QR, về QR chuẩn thanh toán quốc gia về QR code, thì tôi nghĩ là những cái tiêu chuẩn như vậy thì giúp cho chúng ta tự tin hơn và đỡ mất nguồn lực. Thì những cái câu chuyện như vậy thì thường là chính sách cần được ra sớm hơn. Thế cuối cùng thì vì thời gian nó có hạn thì tôi xin phép được chia sẻ một số nội dung như vậy và có thể tham gia nếu có các anh các chị có đặt ra câu hỏi. Xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các đồng chí. Rất là cảm ơn anh Lưu Trung Thái, đúng là một CEO có tầm, đúng không ạ? Chia sẻ với chúng ta rất nhiều vấn đề mà chúng tôi thấy rằng là cũng rất là đồng tình với những cái nhận định của anh Thái gắn với cái COVID nó xúc tác chuyển đổi số như thế nào, thanh toán không tiền mặt nhanh như thế nào, và đặc biệt là MB cũng đã tận dụng cái cơ hội này tốt ra làm sao trong cái thời gian vừa qua. Thành quả rất là đáng ghi nhận, đúng chưa? Tôi cho rằng là hiếm có đấy trong khoảng 2-3 năm vừa qua. Đặc biệt những kiến nghị của anh Thái thì tôi cho rằng rất là sát với chúng ta, liên quan đến pháp lý, liên quan đến ngân hàng đại lý. Xin thưa với anh chị, thế này thì chắc là tôi cũng đề nghị anh Hùng sau này cũng sẽ có những cái đề nghị thêm với ngân hàng nhà nước. Chính chúng tôi đề nghị khá là nhiều lần và hiện nay ngân hàng nhà nước cũng quan điểm khác nhau về câu chuyện ngân hàng đại lý. Ta hình dung như này thôi, tức là ngân hàng bây giờ hiện nay ta hình dung là không thể có mạng lưới để bao phủ toàn quốc được, có chỗ này chỗ kia thì phải có một đại lý thứ ba, nhất là chúng ta muốn gọi là cho vay tiêu dùng, chúng ta muốn coi như là muốn đến vùng sâu vùng xa. Nhưng mà hiện nay ngân hàng nước quan điểm tôi đối khác nhau về ngân hàng đại lý. Tôi cho rằng chúng ta tiếp tục thúc đẩy pháp lý này, bởi vì các nước cũng đã cho làm cái việc này, 68 quốc gia rồi, 68 quốc gia cho làm cái này. Thế rồi blockchain thì tôi rất đồng tình với anh Thái ạ, là cũng nên triển khai, thì cái này chắc là cũng tôi đề nghị là cũng nên có một cái tọa đàm hội thảo sớm về cái này, các ngân hàng làm với nhau như thế nào, và đúng phải có một cái người cầm trịch, ở đây là ngân hàng nhà nước cầm trịch ra làm sao, thì trên đó là cái pháp lý như thế nào, thì tôi rất đồng tình. Bởi vì xin thưa anh chị là blockchain nó rất là hữu ích đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chúng tôi đang nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau và cũng đã thực tiễn ở BIDV như là anh Thái có nêu ấy. Thanh toán quốc tế hiện nay thì cũng đã được một số cái ứng dụng rồi. Đấy thì rất là tốt. Hàn Quốc ạ, hôm vừa rồi họ vừa công bố là toàn bộ hàng tỷ tấn giấy tờ sẽ được số hóa và lưu trữ trên cái nền tảng blockchain. Tôi nghĩ là Việt Nam mình cũng không phải là thua kém gì về cái chuyện này trong thời gian tới. Rồi những tiêu chuẩn mới về hoạt động ngân hàng số, tôi cho rằng rất là cần thiết ạ. Rất là cảm ơn anh Thái. Rất tuyệt vời. Thế thì trên cái tinh thần đó thì sau đây tôi xin mời anh Từ Tiến Phát, là phó tổng của ACB, cũng là một người theo đuổi cái việc này rất là lâu trong thời gian vừa qua và cũng đã nâng tầm ACB lên một cái đẳng cấp mới đấy. Xin chúc mừng anh Phát và xin anh Phát chia sẻ thêm ạ. Cảm ơn câu hỏi của anh Lực. Thì tôi xin tiếp cận cái câu hỏi của anh Lực về cái ảnh hưởng của cái COVID đến cái hoạt động của ngân hàng cũng như là phục vụ người dân như thế nào. Thì phải nói rằng là ở đây thì ACB, thì các quý vị cũng biết là ACB có một sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh và có 137 trên phố thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi là những người mà cảm nhận sâu sắc nhất về cái ảnh hưởng của đại dịch đến cái tình hình kinh tế xã hội của cái thành phố mà lớn nhất cả nước này. Thì khi mà ủy ban thành phố á yêu cầu là giãn cách một cách là nghiêm ngặt thì chúng tôi tuân thủ và đã tạm thời đóng cửa là hơn 100 kinh doanh phối. Thì khi mà chúng tôi đóng cửa 100 kinh doanh phối như vậy, điều mà chúng tôi quan tâm rằng là làm sao để phục vụ cho những khách hàng của chúng tôi và cùng chung tay với tất cả những cái ngân hàng bạn để phục vụ cho cái nhu cầu tài chính của người dân. Thì có 3 câu hỏi mà chúng tôi phải đặt ra cụ thể mà chúng tôi phải giải quyết.
Đầu tiên là những cái doanh nghiệp mà họ muốn giải ngân, muốn có nhu cầu giải ngân để cho cái hoạt động sản xuất hoặc là xuất khẩu thì phải như thế nào khi mà họ không thể đi lại được, hay là cái việc mà sát sườn đó là cái việc trả nợ, cái trả nợ vay thì sẽ như thế nào, hoặc là những cái khoản thanh toán cho những cái việc mua hàng thiết yếu sẽ là như thế nào. Thì phải nói rằng là qua 15 ngày mà thành phố giãn cách một cách nghiêm ngặt thì chúng tôi tổng kết lại thì thực sự là chúng tôi yên tâm, rất là an tâm về cái nhu cầu đó đã được đáp ứng. Thì câu chuyện rằng là chúng tôi đã đáp ứng nó như thế nào cụ thể, thì cái việc thứ nhất đó là những người dân họ có thể là họ đã có tài khoản hoặc chưa có tài khoản mà họ có nhu cầu để thanh toán những khoản thiết yếu thì phải như thế nào. Thì cái việc mà mở những tài khoản trực tuyến eKYC phải nói rằng rất là hiệu quả. Lúc mà khi mà chúng tôi đưa ra một cái dịch vụ này, tôi mong đợi rằng là chỉ khoảng 3.000 cái khách hàng mới hoặc là 3.000 cái tài khoản mới trong một ngày. Nhưng mà đến thời điểm này phải nói rằng những ngày gần đây thì đến là 10.000 cái tài khoản mới một ngày. Một con số mà nó ngoài cái sức tưởng tượng của chúng tôi. Thì cái, khi mà chúng tôi ngẫm lại ấy, thì phải nói rằng chúng tôi rất là cảm ơn hàng nhà nước đã ra rất là nhanh cái chính sách về cái này. Và nó giúp cho chúng tôi là đi nhanh hơn. Và phải nói rằng là những ngân hàng tiên phong như là MB, tiên phong hay là ACB là những hàng phải nói rằng là đã hái được cái quả ngọt cho cái chính sách này, từ cái chính sách này. Cái vấn đề thứ hai nữa là sát sườn hơn là cái việc là nộp rút tiền mặt của khách hàng như thế nào, rồi cái việc trả nợ vay của khách hàng như thế nào. Thì phải nói rằng là khi mà chúng tôi đóng hơn 100 cái kênh phân phối như vậy, 2/3 kênh phân phối của thành phố Hồ Chí Minh như vậy, thì cái điều mà chúng tôi vẫn duy trì được cái hoạt động về tài chính rất là bình thường. Tại vì chúng tôi có cái hệ thống là khoảng hơn 400 cái máy ATM cũng như là 50 cái máy CDM. Thì không chỉ là khách hàng của ACB mà những khách hàng của các ngân hàng khác sẽ đến nộp tiền và bắt đầu là chuyển khoản cho những nhu cầu khác, hoặc là thậm chí là để trả nợ ngân hàng. Thì phải nói rằng là cái về dịch vụ trực tuyến á, thì sau khi tổng kết lại 8 tháng đầu năm của 2021, phải nói rằng là chúng tôi cũng rất là ngỡ ngàng khi mà cái doanh số cũng như là cái số lượng về cái giao dịch trực tuyến nó tăng gấp đôi. Một con số phải nói là lên một cái tầm cao rất là lớn. Đó là cái nhu cầu thứ hai. Cái nhu cầu thứ ba nữa đó là giải ngân. Như hồi nãy quý vị cũng đề cập rất là nhiều vấn đề là giải ngân như thế nào. Ở đây tôi nói vấn đề về giải ngân chứ không nói là vấn đề là cho vay trực tuyến. Rõ ràng là những doanh nghiệp chúng ta cũng phải hoạt động, cũng phải tiếp tục là sử dụng cái hạn mức tín dụng của mình. Thì ACB chúng tôi cũng như các hàng khác có cái dịch vụ là giải ngân trực tuyến, có nghĩa là khách hàng, những doanh nghiệp đó ở nhà họ sử dụng chữ ký số và họ thể giải ngân và chuyển khoản đi cho những cái nhu cầu thanh toán. Và đó là rất rất nhiều cái ví dụ ở đây về cái việc là chuyển đổi số cũng như ngân hàng số đã giúp cho ngành ngân hàng cùng với chính quyền và người dân để chúng ta vượt qua những cái khó khăn trong cái đại dịch. Và phải nói rằng là câu nói là trong nguy có cơ, phải nói rằng đây rất là rõ trong cái vấn đề về dịch bệnh, những khó khăn về dịch bệnh thì nó cũng là mở ra một cơ hội mới cho ngành ngân hàng khi mà cái nhu cầu người dân vấn đề về trực tuyến nó bùng nổ và nó giúp cho ngân hàng là thúc đẩy nhanh cái hoạt động chuyển đổi số cũng như là ngân hàng số. Một lần nữa thì chúng tôi cũng cảm ơn hàng nhà nước cũng như là các đơn vị của phòng ban của ngân hàng nhà nước đã giúp cho chúng tôi đưa ra những chính sách rất là kịp thời. Tôi xin hết phần phát biểu của tôi. Vâng, rất là cảm ơn anh Từ Tiến Phát, cũng rất là tuyệt vời đã vượt qua dịch Covid và vẫn phục vụ khách hàng tốt như thế nào, và cũng được hưởng trái quả ngọt như là anh Phát có nêu đó ạ. Xin rất là cảm ơn. Qua đó cũng thấy được là một số cái điểm rất là tốt của ngân hàng nhà nước, như là ban hành thông tư 16 liên quan đến eKYC mùng 4 tháng 12 năm ngoái. Thì cái này được hệ thống ngân hàng rất là hoan nghênh và rất là cảm ơn đấy. Đúng lúc và tôi cho rằng kịp thời. Thế thì rất là cảm ơn anh Phát. Và sau đây thì chúng ta sẽ còn một số những cái câu hỏi ngắn nữa liên quan đến hợp tác giữa ngân hàng và fintech. Cái này thì rất là mong chị Trần Diễm Chi, đại diện Backbase tại Việt Nam sẽ chia sẻ thêm xem là hiện nay cái xu thế này ở trong cái khu vực nó như thế nào. Và đặc biệt là gắn với cái hệ sinh thái, gắn với cái nâng cao trải nghiệm khách hàng. Xin mời Chi. Vâng ạ. Thì thưa anh, thì theo một cái nghiên cứu gần đây của công ty nghiên cứu thị trường Forrester ở Hoa Kỳ á, thì 74% ngân hàng Việt Nam thì không chắc chắn lắm về cái cách thức hợp tác với các công ty fintech. Đây có thể nói là một cái thống kê đáng chú ý, vì trên thực tế thì cái việc hợp tác với các công ty fintech
sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích hiệu quả cho ngân hàng. Thì có 3 lợi ích nổi bật mà các ngân hàng có thể hưởng lợi khi có một cái hệ sinh thái fintech xung quanh. Cái thứ nhất là hiệu quả hoạt động cao hơn. Thì các công ty fintech áp dụng cái cách tiếp cận là lấy khách hàng làm trung tâm. Đó là lý do tại sao mà trải nghiệm của khách hàng được tối ưu hóa vào quy trình liền mạch. Công nghệ là một cái yếu tố thúc đẩy và có rất là nhiều giải pháp mà các công ty fintech này đã xây dựng. Nếu ngân hàng muốn tự xây dựng, ngân hàng sẽ rất là tốn thời gian và nhân lực và đôi khi phát triển ra một cái sản phẩm tương tự như cái đã có sẵn. Nhưng nếu ngân hàng xem xét trong cái việc tận dụng cái hệ sinh thái thì nó không chỉ giúp tiết kiệm thời gian đưa ra sản phẩm ra thị trường mà còn có thể là đưa sản phẩm những cái sản phẩm vượt trội. Cái lợi ích nổi bật thứ hai đó là ngân hàng sẽ luôn giữ khách hàng là trung tâm. Ngân hàng nên tập trung vào những cái thế mạnh, những cái ưu tiên cốt lõi. Lợi thế mà các ngân hàng có được đó chính là sự tín nhiệm từ khách hàng của mình. Hãy nghĩ về cái cách mà ngân hàng có thể cung cấp cái trải nghiệm khách hàng đa dạng và được cá nhân hóa để từ đó bắt đầu một cái thiết kế, một cái hành trình trọn đời cho khách hàng. Khách hàng của ngân hàng mong muốn điều gì? Ví dụ như là trong cái thời buổi COVID thì khách hàng mong muốn có thể mua được những cái thực phẩm thiết yếu thông qua được cái ứng dụng ngân hàng. Thì làm thế nào để ngân hàng có thể hợp tác với các nhà cung cấp để đưa cái dịch vụ này đến với khách hàng của mình? Và làm cách nào để ngân hàng có thể xây dựng được một cái nền tảng để có thể dễ dàng kết nối các đối tác vào trong cái hệ sinh thái và ngân hàng của mình để phục vụ cái nhu cầu của khách hàng? Cái lợi ích mà nổi bật thứ ba đó chính là cái tính linh hoạt để đáp ứng thị trường tốt hơn. Thì nhìn vào hầu hết các công ty fintech thì họ áp dụng một cái cách tiếp cận nhanh nhẹn. Trong đó họ xây dựng một cái bộ sản phẩm đáp ứng tối thiểu được gọi là MVP, tức là Minimum Viable Product, và nó liên tục cải tiến. Tuy nhiên thì các ngân hàng chưa quen thuộc với cái cách tiếp cận này. Các ngân hàng đã quen với cái mô hình là tạo ra một cái sản phẩm hoàn hảo và ấn định một cái thời gian, chẳng hạn như là 12 tháng, 18 tháng để đưa ra thị trường. Thì như vậy sẽ không có bắt kịp được cái nhu cầu thay đổi của thị trường. Một trong những cái lợi ích chính khi mà khách hàng của chúng tôi đánh giá cao khi làm việc với Backbay đó chính là cái khả năng thích ứng với cái cách tiếp cận nhanh khi ngân hàng muốn đưa sản phẩm ra thị trường chỉ trong vòng vài tháng, đồng thời đưa ra các tính năng và bản nâng cấp mới chỉ sau mỗi 2 tuần. Thì cái điều này giúp cho ngân hàng bắt kịp được cái nhu cầu của khách hàng và có thể giải quyết bất kỳ cái mối quan tâm nào trong cái một cái chu kỳ nước rút. Thì suy cho cùng là cái điều cần làm là tăng cái giá trị cho khách hàng bằng cách tập hợp tất cả những cái dịch vụ này từ một cái chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Các ngân hàng sẽ cần tận dụng các đối tác và công nghệ ở trong cái hệ sinh thái này để có được một cái nhìn 360 độ về khách hàng của họ. Thì điều này sẽ giúp tạo ra được sự tương tác tốt hơn và mang đến cái trải nghiệm ở mức cá nhân hóa cao cho khách hàng. Xin cảm ơn ạ. Vâng, rất là cảm ơn chị Chi. Chị nói rất là hay về những cái lợi ích và cơ hội hợp tác giữa ngân hàng và fintech. Chúng tôi qua thực tiễn làm thì cũng rất là đồng tình với kết quả đánh giá nghiên cứu của Backbase. Rất là cảm ơn chị Chi. Thế thì bây giờ tôi xin có một cái câu hỏi gắn với thực tiễn nhiều hơn. Chính là câu hỏi dành cho chị Nguyễn Thị Quỳnh Giao ạ. Liên quan đến việc là khi mà lựa chọn những cái đối tác fintech chẳng hạn, thì các anh chị đưa ra những cái tiêu chí như thế nào, cái cách làm ra làm sao, và đặc biệt là làm thế nào để mà thúc đẩy cái hợp tác đó nó là thực chất và nó đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Xin mời chị Giao. Vâng, anh Lực có câu hỏi rất là hay, bởi vì là đấy cũng là từ những điều mà chúng tôi trăn trở cái quyết định là lựa chọn fintech như thế nào. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là nó có mấy cái tiêu chí, mà đầu tiên ấy thì chắc chắn là đối tác đó phải thực sự có năng lực. Có năng lực ở đây tôi cũng muốn nói rằng là vì BIDV là một ngân hàng lớn thì cái năng lực nó cũng phải tương đồng với cái năng lực và nền khách hàng của BIDV. Cho nên mình cũng không thể định nghĩa cái năng lực nó chỉ là một cái giới hạn nhỏ. Năng lực trong việc triển khai, năng lực trong việc hợp tác. Và cái tiêu chí thứ hai mà chúng tôi quan tâm đến đấy là cái nền khách hàng của chính các công ty fintech đấy. Nếu như nền khách hàng của các công ty fintech đấy mà rộng lớn thì cái việc mà chúng ta có thể chia sẻ và phát triển được các cái sản phẩm dịch vụ trên hai cái nền khách hàng đấy nó cũng sẽ tốt hơn. Nhưng có lẽ rằng mà tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều mà chúng ta đều rất quan tâm đến ở đây đấy chính là cái vấn đề an ninh bảo mật. Khi chúng ta mở rộng hợp tác với các công ty fintech thì chúng ta cũng sẽ phải quan tâm rất nhiều xem cái năng lực mà về công nghệ thông tin cũng như là về triển khai các giải pháp về bảo mật an ninh trong quá trình mà ngân hàng thực hiện kết nối và hợp tác với các công ty fintech đấy là gì và như thế nào để có thể đảm bảo được cái an toàn cho khách hàng. Và cái tiếp theo nữa là
các cái rủi ro mà chúng ta sẽ hợp tác với fintech là gì? Rủi ro về danh tiếng chúng ta cũng có thể phải xem xét đến. Rồi các rủi ro liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu thông tin khách hàng thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Thì tôi nghĩ rằng là đó sẽ là những cái mà quan trọng. Và tất nhiên như tôi nói là các đối tác với nhau thì đương nhiên mình sẽ lựa chọn những đối tác có cùng văn hóa kinh doanh và có cùng một cái sự chia sẻ theo nguyên tắc win-win giữa hai bên. Thì đó là những cái nguyên tắc cơ bản khi chúng ta thiết lập với các đối tác và một số các cái nội dung mà các công ty fintech mà chúng tôi có lưu ý. Xin hết ạ. Rất là cảm ơn chị Giao. Giống như là chúng ta đi tìm bạn đúng không? Nó phải là người phù hợp, vô cùng quan trọng. Tiêu chí đấy tôi cho rằng rất là quan trọng đấy ạ. Mà đặc biệt là một số những cái vấn đề chị Giao nêu chúng ta cần phải quan tâm trong khi chúng ta hợp tác với fintech cho nó hiệu quả. An ninh, bảo mật, thế rồi thì những cái rủi ro cần phải lường đoán được. Cả rủi ro về danh tiếng, về uy tín. Cái này rất đúng ạ. Đấy, xin cảm ơn chị Giao. Ta sang một cái phần cuối cùng là liên quan đến kiến nghị chính sách. Đấy, cái này thì có lẽ là xin mời anh Võ Tân Long, Phó Tổng Giám đốc của PwC, là cũng là một cái người nghiên cứu và rất là tâm huyết tư vấn cái mảng này trong thời gian vừa qua. Thì anh có cái lời khuyên nào dành cho các ngân hàng để chuẩn bị cũng như là có cái kế hoạch phát triển cái hệ sinh thái số hiện nay? Ngoài ra thì anh có cái kiến nghị gì với cơ quan quản lý? Xin mời anh Long. Vâng, xin cảm ơn anh Lực về câu hỏi rất là thú vị, và tôi cũng xin rất là khiêm tốn và nói rằng là tôi không dám đưa ra lời khuyên, vì là chúng ta cũng nhìn thấy rằng là các cái ngân hàng đang hàng ngày phải đối mặt với lại những cái thách thức trong cái công việc kinh doanh của họ. Họ là những cái chuyên gia và sát với thực tế, và họ là những cái chuyên gia mà lớn hơn rất nhiều so với chúng tôi là những người mà làm cái công việc tư vấn. Vì vậy thì cũng rất là may mắn là tôi cũng đã từng có cái thời gian được làm việc trong hệ thống ngân hàng ở cái vị trí là chuyển đổi số. Và cũng vì vậy nên thành ra là có một số những cái chia sẻ từ phương diện cá nhân cũng như là cái hiểu biết từ phía PwC mà tôi cũng muốn chia sẻ ở đây. Trong cái việc mà từ nãy giờ chúng ta nghe rất nhiều các diễn giả nói đến việc xây dựng các cái hệ sinh thái số, thì có lẽ là cái việc mà xây dựng các hệ sinh thái số nó bắt đầu từ cái câu hỏi đầu tiên là chúng ta đang muốn giải quyết cái vấn đề của những khách hàng nào, của cái phân khúc khách hàng nào, và chúng ta đang muốn đang đưa những cái giá trị nào đến với lại cái phân khúc khách hàng đó. Tôi nói thí dụ là có rất là nhiều các hệ sinh thái đó, họ hình thành xuất phát từ những cái nhu cầu, không phải bắt đầu từ nhu cầu tài chính. Hiện nay như cái quan sát của chúng tôi thì thấy là có rất là nhiều các cái tập đoàn họ đang xây dựng các cái hệ thống khách hàng thân thiết của họ, và từ xuất phát từ các hệ thống khách hàng thân thiết thì ở đây nó có thể là trở thành một trong những cái hệ sinh thái quay xung quanh cái các cái sản phẩm và dịch vụ cũng như là các cái ngành công nghiệp mà của các cái tập đoàn đó. Một trong những cái thí dụ mà chúng ta có thể tham khảo đó là của AirAsia, là một trong những cái tập đoàn hàng không. Và mặc dù là trong cái thời kỳ khó khăn như thế này thì cái hệ sinh thái của họ cũng vẫn không ngừng phát triển. Và ở đây họ không chỉ dừng lại ở cái hệ sinh thái của những người mà bay, mà nói chung là hệ sinh thái của những người mà cần di chuyển, cần tham gia vào trong các cái hoạt động di chuyển hàng ngày. Và ở đó thì các cái dịch vụ tài chính nó là một phần không thể tách rời mà khi mà họ nhìn đến cái hệ sinh thái này. Một loạt các cái tập đoàn bất động sản cũng đang tạo ra những hệ sinh thái tương tự, khi mà họ trông mong rằng là những cái người mà đầu tư vào bất động sản của họ hoặc là những cái cư dân sống trong các cái hệ thống như vậy ấy, thì tức là sống trong những khu dân cư mà họ xây dựng ấy, thì được hưởng những cái dịch vụ cách trọn vẹn hơn, và trong đó có cả những cái dịch vụ về tài chính, và thậm chí ở đây không chỉ dừng lại ở các dịch vụ về thanh toán mà thậm chí cả những hoạt động về đầu tư. Thì đấy là những cái hình thái mà tôi nhìn thấy rằng là rất là sáng tạo khi mà chúng ta nhắm đến các hệ sinh thái. Hoặc như vừa rồi khi BIDV có chị Giao ở BIDV có nhắc đến là một cái hệ sinh thái về nhà ở, đúng không? Và hỗ trợ những cái người mà đang có nhà ở. Một số các tập đoàn khác họ cũng đang tập trung rất là nhiều vào không chỉ cái câu chuyện là cho vay mua nhà mà giải quyết cả cái nhu cầu lớn hơn, tức là nhu cầu nhà ở của cư dân. Và ở đây nó không chỉ dừng lại ở việc là mua sắm nhà cửa, thậm chí là cả các nhà thuê mua. Thì đấy là một cái thí dụ mà tôi nói rằng là một cái điểm bắt đầu rất là tốt khi mà chúng ta nhìn vào các cái nhu cầu hiện nay đang có ở trên thị trường và trên xã hội, và bắt đầu từ một cái nhu cầu
của khách hàng, như vậy chúng ta có thể bắt đầu một cái hệ sinh thái. Cái điểm thứ hai thì chúng ta cũng nói đến rất là nhiều về công nghệ, và do vậy thì tôi cũng sẽ không nói nhiều nữa. Thế nhưng mà một trong những cái điểm mà tôi thấy ở đây là trong một cái nền kinh tế chia sẻ thì cái việc mà kết nối và tích hợp giữa dịch vụ của nhiều doanh nghiệp với nhau là một trong những yếu tố mà hầu hết tất cả các diễn giả đều nhắc đến, và tôi cũng tin tưởng rằng đấy là một trong những cái thách thức cũng như là những cái cơ hội lớn đặt ra khi mà chúng ta xây dựng những hệ sinh thái. Một cái điểm nữa mà lúc nãy anh Lực có bổ sung vào trong những cái điểm mà tôi có nói, đó là dữ liệu. Và ở đây trong một hệ sinh thái thì chúng ta phải nghĩ đến cái việc là không những chỉ thu thập phân tích dữ liệu để tìm hiểu ra được cái insight về khách hàng giống như là MB đã làm, mà chúng ta còn phải nghĩ đến câu chuyện là chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị tham gia trong sinh thái. Thì ở đây nó dẫn đến một trong những cái vấn đề mà sắp tới cũng rất gần thôi, chúng ta cũng sẽ phải tính đến, đó là luật về data protection và privacy, tức là về bảo vệ dữ liệu và bảo vệ tính riêng tư của cá nhân của Việt Nam đó. Thế thì đó cũng là một trong những cái lĩnh vực mà chúng ta cũng sẽ phải quan tâm. Thế nhưng mà cái quan trọng hơn nữa, nó không chỉ là cái khuôn khổ pháp lý để chúng ta có thể chia sẻ dữ liệu được, mà cái câu hỏi là chia sẻ dữ liệu như thế nào và cái dữ liệu nào chúng ta sẽ chia sẻ cùng với nhau, dữ liệu nào chúng ta sẽ cùng nhau thu thập và cùng nhau phân tích, hay là cái phương thức để mà cung cấp được cái giá trị thặng dư đến từ dữ liệu giữa các cái đối tác trong cùng một hệ sinh thái nó phải được đặt ra như thế nào. Thì đó là cái khía cạnh mà như lúc nãy tôi có nói, có ba cái góc nhìn về kinh doanh, góc nhìn về công nghệ và góc nhìn về trải nghiệm. Thì có lẽ là ở đây chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rằng dữ liệu nó cũng được phản ánh một cách rất là đa dạng ở từ ba cái khía cạnh khía cạnh đó. Thế thì cũng thời gian cũng không có nhiều, thì tôi cũng xin đi nhanh sang cái câu hỏi của anh Lực về khuôn khổ pháp lý. Thì có lẽ là các diễn giả thì cũng đã nhắc đến khá là đầy đủ, chúng ta đã có được cái khuôn khổ pháp lý ở mức độ ban đầu cho phép chúng ta là có thể thực hiện cái việc nhận dạng khách hàng, định danh khách hàng. Và cái việc định danh khách hàng KYC, như chúng ta nói eKYC, thì nó mới chỉ là bước khởi đầu để chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta mở rộng cái việc phổ cập các dịch vụ tài chính đến với khách hàng, tức là đưa khách hàng đến với ngân hàng. Tuy vậy thì còn có rất là nhiều các sản phẩm và dịch vụ khác của ngân hàng ngoài cái sản phẩm dịch vụ thanh toán. Thì chúng ta cũng đã nhắc đến các cái dịch vụ liên quan đến cho vay, và thậm chí là các cái dịch vụ sau này chúng ta nói đến dịch vụ liên quan đến bank assurance. Chúng ta nói đến các dịch vụ gửi tiết kiệm, đến các cái dịch vụ về đầu tư, thậm chí là đầu tư tài chính. Thì cái khuôn khổ pháp lý để mà chúng ta có thể thực hiện được ở trên không gian số, nó cũng là một trong những cái lĩnh vực mà mọi người quan tâm. Và nếu như chúng ta nhìn sang các nước xung quanh thì chúng ta nhìn thấy rằng là có một cái xu hướng tôi có nhắc đến trong cái bài trình bày ban đầu của tôi, đó là virtual banking, hay là chúng ta gọi là ngân hàng ảo, là một trong những cái xu hướng mà hiện nay hầu hết tất cả các nước Đông Nam Á, đặc biệt là trong các nước ASEAN của chúng ta, thì họ đều đang rất là đẩy mạnh. Thì đó cũng là một trong những cái khuôn khổ pháp lý mà chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng ngân hàng nhà nước cùng với lại các cơ quan quản lý có cái mối quan tâm để mà chúng ta không bị thua thiệt so với lại các cái đồng nghiệp trong ngành ngân hàng của chúng ta ở các cái nước khác. Tất nhiên ngân hàng đại lý lại một lần nữa đó là một cái phương thức rất là quan trọng để chúng ta có thể nối dài cái sự vươn xa của các ngân hàng trong các cái hoạt động về việc phổ cập các cái dịch vụ tài chính, hay chúng ta thường hay nói là financial inclusion. Tuy vậy thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rằng các cái quy định về ngân hàng đại lý nó sẽ phải đi kèm cùng lại một lần nữa, quay lại cùng với là các quy định về an toàn, an ninh, về bảo mật, cũng như là khi mà các cái đơn vị ngoài ngành ngân hàng khi họ tham gia vào trong một hệ sinh thái thì họ tuân thủ những cái yêu cầu đó ở mức độ như thế nào. Đó cũng là một trong những cái điểm có lẽ là chúng ta cũng cần bàn bạc và xem xét. Ngoài ra nữa thì một cái điểm cuối cùng thì chúng ta cũng đã nhắc đến,
đó là không chỉ là cái việc định danh khách hàng, không chỉ là cái việc mà đưa ngân hàng đến với lại khách hàng, mà làm sao làm cho các cái dịch vụ của chúng ta nó được đa dạng hóa, nó được đưa đến với khách hàng ở các cái hình thái khác nhau, thậm chí là trong nhiều trường hợp là các cái dịch vụ tài chính được được nhúng vào trong các cái dịch vụ và sản phẩm hàng ngày của các cái doanh nghiệp khác. Thì chính vì vậy, trong những cái trường hợp như vậy thì cái khuôn khổ pháp lý đến đâu và nó cho phép các cái doanh nghiệp mà ngoài ngành ngân hàng, ngoài ngành tài chính ngân hàng, họ tham gia đến đâu trong cái việc xây dựng và thậm chí là điều khiển hệ sinh thái như vậy. Thì đó cũng là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần có những cái cơ chế để mà chúng ta có thể thứ nhất là đảm bảo cái quyền lợi cho khách hàng khi mà họ tham gia sử dụng các cái hệ sinh thái như vậy. Thế nhưng mà ngoài ra nữa thì cũng là một cái hướng dẫn mang tính chất tương minh hơn đối với lại những cái đơn vị mà tham gia vào trong hệ sinh thái như ngân hàng, như các doanh nghiệp. Và cuối cùng thì nó là đảm bảo một cái nền tài chính, một cái nền cung cấp dịch vụ tài chính hoạt động một cách bền vững. Thì có mấy cái chia sẻ như vậy thì tôi cũng xin chia sẻ cùng với đội tham ngày hôm nay. Vâng, rất là cảm ơn anh Phạm Tuấn Long. Rất tuyệt vời. Tôi cho rằng các ngân hàng cũng cảm thấy rất là thú vị qua cái gợi ý của anh Long, cũng như là kiến nghị đề xuất liên quan đến pháp lý. 3-4 cái đề xuất của anh Long tôi cho rằng nó rất là quan trọng, và cũng là những cái mà chúng ta sẽ hướng đến trong cái thời gian tới để kiến nghị cơ quan quản lý tại Việt Nam chúng ta. Rất là cảm ơn anh Long. Không biết là anh Đinh Văn Chiến, Phó Tổng của TP Bank có bổ sung kiến nghị đề xuất thêm gì không ạ? Xin mời anh Chiến. Vâng, cảm ơn anh Lực. Thì cái phần kiến nghị đề xuất thì thực ra với những người mà với các ngân hàng đang thực tế triển khai cái phát triển cái hệ sinh thái ngân hàng số này và đang có hoạt động kinh doanh cụ thể về hoạt động này, thì chúng tôi cũng có những cái đề xuất về mặt chính sách và như là các quý vị đã vừa nêu vừa rồi. Tức là cái điểm ở đây thì mình xin nhấn mạnh lại rằng là thực sự là từ phía chính phủ cũng như là các cơ quan quản lý cũng đã đưa ra cái định hướng và cái chiến lược về kinh tế số, về ngân hàng số, và đặc biệt là rất nhiều các hoạt động triển khai thời gian vừa rồi. Nhưng mà thực sự để cho kinh tế số hay ngân hàng số này tạo ra một cái sự thay đổi khác biệt và tác động một cách lớn mạnh cho phát triển kinh tế cũng cho người dân ấy, thì chúng ta nếu chúng ta làm tiếp được một vài cái thay đổi về mặt chính sách sớm hơn thì chắc chắn là cái hiệu quả nó mang lại sớm hơn cho nền kinh tế. Còn về mặt các ý thì tôi cũng quay lại đồng tình với các cái quý vị khác là ở góc độ là 3 điểm. Thứ nhất là eKYC chúng ta có rồi, nhưng mà cái eKYC đấy nếu chúng ta cũng cần phải phát triển thêm một cái điểm đó là gì? Làm sao có cái phần chia sẻ về cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Tại vì cái đó thì nó mới làm cho cái hoạt động eKYC nó hiệu quả hơn, nó thực chất hơn và kiểm soát được mặt chất rủi ro nó tốt hơn. Và nó cũng giúp cho cái cơ sở là chia sẻ được những cái thông tin đó, cái năng lực đó giữa các ngân hàng cũng như các cái đối tác mà làm trong hệ sinh thái ngân hàng số. Thì đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là lại phải nói lại là đây là agent banking và open banking. Open banking có thể hơi xa nhưng agent banking, tại vì thực ra cái agent banking đấy nó là một cái hành lang pháp lý để không phải là để cho chúng ta với xa ở các ngân hàng với xa hơn, mà thực sự trong cái tương tác mà chúng tôi đang thực tế làm với các đối tác ấy, nếu có cái agent banking đấy thì cái hoạt động mà cái quy trình mà chúng ta triển khai ấy, nó chắc chắn nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vì tại vì chúng tôi đang tuân thủ cho nên chúng tôi không thể làm được cái việc khác bằng cách là phải làm đúng theo quy trình là hiện nay. Và nếu như có cái agent banking đấy thì chắc chắn là bên đối tác sẽ tham gia vào cái hoạt động đấy, thì quy trình và trải nghiệm khách hàng chắc chắn tốt hơn nhiều. Thì đấy là cái hiệu quả rất là tốt từ góc độ agent banking. Và thứ ba đấy, một số các hoạt động dịch vụ ngân hàng về thanh toán thì đã có rồi, nhưng và hoạt động cho vay, các hoạt động khác của ngân hàng ấy, cần những cái quy định nó thay đổi để nó đáp ứng cho cái ngân hàng số này. Chứ không, nếu không thì thực ra cái hoạt động cho vay hiện nay về góc độ thu thập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và giải ngân ấy, chúng tôi thực sự làm ở góc độ cũng là gì, hơi dè dặt một chút xíu, tại vì đi đâu đó nó vẫn có cái hành lang pháp lý chưa rõ ràng và chưa ủng hộ cho cái việc triển khai một cách rộng khắp. Thì đấy cũng khắc lại nhắc lại ba cái ý mà về góc độ chính sách. Thực sự là các cơ quan quản lý ngân hàng nước cũng đã có những cái tính toán về cái nội dung này rồi, nhưng cũng có một cái đề xuất thêm là cùng chúng ta làm sao đưa những cái cơ chính sách này ra sớm hơn thì chắc chắn hiệu quả nó sẽ nhanh hơn đối với nền kinh tế. Xin cảm ơn. Là cảm ơn anh Ninh Văn Chiến về cơ bản thống nhất kiến nghị đề xuất ở phần trước, đúng không ạ? Và anh cũng có nhấn mạnh về cái pháp lý nó phải nhanh hơn, cái này chúng tôi rất đồng tình ạ. Nhiều cái rất là sốt ruột.
Cái thứ hai là pháp lý về chia sẻ thông tin dữ liệu là vô cùng quan trọng. Cái này quá đúng rồi. Cái này xin cảm ơn anh Đinh Văn Chiến. Thế thì chúng ta về cơ bản đã kết thúc cái phần thảo luận, chia sẻ. Tuy nhiên ở đây thì các bạn thư ký đã tổng hợp khá nhiều câu hỏi. Hơn 300 người tham gia và rất nhiều câu hỏi khác nhau. Thế thì rất cảm ơn nhóm thư ký đã tổng hợp lại cho chúng tôi những câu hỏi. Tôi có hỏi Đinh ấy. Thì xin phép anh Hiền với anh Hùng là khoảng 5 phút đến 7 phút để cho các diễn giả có cơ hội tương tác và trả lời một số câu hỏi rất là quan trọng của các anh chị tham gia. Câu hỏi thứ nhất, các anh chị hỏi rằng Ngân hàng Nhà nước đã có quy trình hướng dẫn về kiểm toán công nghệ hay chưa? Này không biết anh Hùng, chị Sương có thảo không? Có vẻ chưa? Tôi hình dung là tôi nghĩ là chưa. Được chưa? Thì chúng tôi sẽ thúc đẩy. Thưa các anh chị tham gia là như vậy. Câu hỏi thứ hai, tiêu chí đánh giá quy mô của Digital Platform hiện nay như thế nào? Đấy, cái này chắc là phải hỏi anh Thái nhỉ. Anh Thái vừa rồi có đưa ra hai cái platform rất thú vị của MB, và người ta hỏi rằng tiêu chí để đánh giá quy mô của Digital Platform của ngân hàng như thế nào. Tiêu chí đánh giá quy mô ví dụ như là nó là lượng khách hàng, anh cân tính vào lượng khách hàng đúng chưa, hay là lượng giao dịch, hay là cái giá trị gia tăng, hay là đối tác tham gia hệ sinh thái. Tôi hiểu như vậy, xin mời anh Thái. Với câu hỏi này tôi nghĩ là để xác định thêm là một cái nền tảng nó lớn hay vừa vừa hay nhỏ. Ví dụ như là Facebook là một nền tảng. Hay là YouTube cũng là một nền tảng. Hay gần đây chúng ta thấy là Spotify là một nền tảng. Thì mỗi nền tảng thì giải một cái nhu cầu hay một số nhu cầu khác nhau. Thế thì số lượng khách hàng hay là số lượng người dùng là một tiêu chí, là một tiêu chí quan trọng. Nhưng mà mỗi nền tảng thì họ đánh giá khác nhau. Ví dụ như là thường là các nền tảng về banh của chúng ta ấy, hay là tài chính của chúng ta ấy, thì ngoài tiêu chí về số lượng người dùng hay người tham gia thì tiêu chí về giao dịch cũng là một tiêu chí. Hay là khách hàng có thể có được những loại giao dịch gì và tần suất giao dịch của họ cũng là một loại tiêu chí. Tóm lại là mà mỗi loại nền tảng thì cái tiêu chí đánh giá nó khác nhau. Nhưng tuy nhiên ấy, thì chúng ta đều hướng tới một câu chuyện ấy. Câu chuyện thứ nhất ấy, mọi nền tảng thì đều có muốn nhiều người dùng. Và mọi nền tảng đều muốn là các khách hàng được thỏa mãn vài cái sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc trải nghiệm gì đó mà chúng ta muốn xây dựng. Thì đấy là tất cả các nền tảng đều hướng đến câu chuyện như vậy. Thế còn chúng ta có một câu chuyện thứ hai mà ở phía giác độ kinh doanh chúng ta lại hỏi một câu hỏi nữa là thì chúng ta thỏa mãn được người dùng, chúng ta thu hút được người dùng và chúng ta được cái gì? Thì đấy là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai đối với tôi bây giờ là đang khó hơn. Nghĩa là sau khi chúng ta thỏa mãn được một số vấn đề, chúng ta tạo ra một số hành trình tương đối tốt và được chấp nhận, thì câu hỏi tiếp theo là làm thế nào chúng ta có doanh thu? Tại vì chúng ta không có doanh thu ấy, thì chúng ta không thể duy trì nền tảng ở đâu được, và chúng ta lại không nâng cấp được nó, không đưa được thêm các tính năng mới, và chúng ta cũng không nuôi nổi mấy nghìn quân của chúng ta đang phục vụ cho nền tảng đó. Thì đấy là câu chuyện thứ hai. Báo cáo anh chị vậy. Cảm ơn anh Lê Trung Thái. Câu trả lời rất là rõ ràng ạ. Tôi cũng hy vọng là các anh chị đặt câu hỏi này cũng đã thỏa mãn với cái câu hỏi đó. Rất là cảm ơn. Có một câu hỏi nữa anh chị tham gia có hỏi là liên quan đến hệ sinh thái dữ liệu. Rất là mong các anh chị diễn giả, lãnh đạo các ngân hàng chia sẻ thêm xem là các anh chị đã xây dựng rồi phát triển cái hệ sinh thái dữ liệu này để phục vụ ngân hàng số, để phục vụ hệ sinh thái số này như thế nào. Thì câu này chắc là xin mời chị Quỳnh Giao nhỉ. Chị Quỳnh Giao chia sẻ trước và sau đó xin mời các anh chị diễn giả khác, vì đây là một câu hỏi tôi cho rằng khá là quan trọng. Thật ra cái khái niệm hệ sinh thái dữ liệu ấy, thì thật sự là mình cũng ít dùng, nhưng mà em hiểu được, là tôi cũng hiểu được là mình sẽ xây dựng cái cơ sở dữ liệu của mình như thế nào. Thế thì thật ra đây cũng là một bài toán mà quá khó khăn với các ngân hàng. Khi mà những cái hành lang pháp lý về việc sử dụng nền tảng lưu trữ trên cloud mà các hành lang pháp lý chưa được rõ ràng,
thì cái việc mà các ngân hàng thu thập tất cả các dữ liệu của khách hàng hiện nay mà lưu trữ on-premise thì cái chi phí đầu tư nó quá lớn và cực kỳ lãng phí. Thế thì một trong những cái điểm mấu chốt là cũng phải giải quyết được cái bài toán on-cloud này. Và thứ hai nữa là cái quy định về được phép chia sẻ dữ liệu thông tin khách hàng tới đâu và như thế nào thì đến thời điểm này là chúng tôi cũng không có cái hành lang để thực hiện cái việc đấy. Cho nên là tôi nhìn hình dung toàn thị trường hiện nay là mỗi một ngân hàng có một cơ sở dữ liệu khách hàng riêng của mình, riêng có của mình. Và thứ hai, mình không sử dụng chéo được cho nhau. Và thứ ba nữa là bản thân cái cơ sở dữ liệu thông tin công dân quốc gia ấy, là cái cơ sở dữ liệu cực kỳ là hữu ích. Và nếu chúng ta có thể khai thác và sử dụng được thì sẽ tiết kiệm được nguồn lực cho xã hội rất nhiều. Và đặc biệt các ngân hàng cũng như vậy. Và các cái phần mà phần nữa là các phần dữ liệu liên quan đến hành trình và thói quen của khách hàng mà xử lý qua các công ty fintech, mình có được phép sử dụng đến đâu và như thế nào, thì tôi nghĩ rằng là cái tất cả những cái nội dung này thì đều đang rất vướng mắc và lúng túng. Ở phía cá nhân tôi mà phụ trách cái mảng này thì tôi cũng đang gặp vấn đề khó khăn trong việc mình sẽ tổ chức và quy hoạch cũng như lưu trữ và khai thác cái phần dữ liệu này như thế nào, thì cũng gợi mở để các anh tham gia hội thảo mình cũng có thể thảo luận thêm. Vâng, cảm ơn chị Quỳnh Giao. Các anh chị có bổ sung ngắn gọn gì thêm không ạ? ACB, các anh chị bên ACB hay là TP Bank? Ở đây thì tôi xin bổ sung hai cái ý. Vâng, cảm ơn anh Lực. Đó, ý đầu tiên là làm gì làm thì cũng phải đảm bảo cái bảo mật thông tin khách hàng và cái quyền riêng tư khách hàng. Đây là cái quan trọng hàng đầu. Và cái thứ hai nữa đó là cái việc mà mình sử dụng dữ liệu, phân tích dữ liệu thì nó phải theo một cái hành trình khách hàng, nó từng cái điểm chạm một để làm sao một cái trải nghiệm khách hàng một cách tốt nhất. Đó là hai điều mà chúng tôi rất là quan tâm. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Phát, rất là hay. Bây giờ có một câu hỏi nữa, tức là liên quan đến việc như thế này. Các ngân hàng có nên áp dụng cách vận hành của các công ty công nghệ hay không về việc xây dựng hệ thống và quy trình hoạt động không? Đấy, cái này tôi xin trả lời thay ạ. Ngân hàng không thể làm 100% như một công ty công nghệ được. Bởi vì ngân hàng còn có hệ thống pháp lý quy định rất là chặt, gắn với câu chuyện của quyền lợi của người gửi tiền. Đúng ạ. Ngân hàng sẽ là hybrid ạ. Báo cáo chỉ tham gia thế. Ngân hàng sẽ là hybrid, tức là gì? Nó là nằm ở giữa. Có những cái tuân thủ, vẫn cứ phải tuân thủ nghiêm ngặt. Bởi liên quan đến an toàn, an ninh hệ thống, tài chính tiền tệ, liên quan đến khách hàng là người gửi tiền. Nhưng ngân hàng cũng phải cực kỳ agile, tức là linh hoạt trong câu chuyện về ngân hàng số. Đúng không? Và anh Thái vừa rồi, các anh chị đều chia sẻ là ta phải hybrid, mô hình hybrid, hỗn hợp giữa ngân hàng truyền thống với ngân hàng gọi là ngân hàng số 100%. Đấy thì xin trả lời luôn các anh chị. Nhưng một số ngân hàng Hàn Quốc, như bọn tôi hợp tác với Hana Bank của Hàn Quốc ấy, họ nói rằng là họ muốn trở thành một công ty công nghệ về tài chính ngân hàng. Đấy thì tôi cho rằng đấy là một cái hướng đi lâu dài và cũng rất là táo bạo. Thì tuy nhiên ở Hàn Quốc thì pháp lý của họ có thể là nó cũng sẽ dễ dàng hơn so với Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên đấy là một cái hướng chúng ta có thể là nghĩ đến trong tương lai không xa. Thế còn một cái câu hỏi cuối cùng chắc là nhờ anh Hùng. Tôi xin bổ sung. Vâng, anh Thái. Cái câu hỏi của rồi của anh mà anh Lục vừa trả lời ấy thì chúng tôi cũng đã tuyên bố giá trị một năm nay là một doanh nghiệp số, chứ là ngoài một ngân hàng tin cậy được khách hàng lựa chọn. Thế thì có thể làm được, có thể vận hành hay là quản trị như một công ty công nghệ hay không ấy, thì câu hỏi là chắc trong tương lai sẽ có thể. Trong tương lai có thể. Thế thì bây giờ chúng ta đã đặt ra câu hỏi là những bộ phận nào ở ngân hàng cần thiết phải làm design thinking, phải làm agile, phải làm scrum master, những cái thuật ngữ để dành cho những công ty công nghệ. Thì chúng tôi đã thử nghiệm cái câu chuyện này. Và câu chuyện này thực sự là thứ hay ho mà chúng ta cần nghĩ. Các anh chị trong ngành thì tôi cũng xin chia sẻ thật, nó là một thứ hay ho. Vì chúng ta chỉ có tăng tốc độ, ví dụ là 2 tuần ra được một tính năng mới, thì bây giờ là người ta một ngày có thể ra 10 tính năng mới. Không có cách nào khác để làm cái làm đấy nếu chúng ta muốn. Thì thử thì sẽ biết. Nhưng có thể, tôi nói là có thể triển khai được cái cách làm đó ở trong một cái giới hạn hẹp.
Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai tôi quên mất là nói thêm với anh Lực cái câu hỏi đầu tiên về kiểm toán công nghệ. Anh hỏi anh PwC ấy, là anh có framework ấy mà. Vì anh ấy đã làm cho một số ngân hàng rồi. Cô chia sẻ với các ngân hàng như vậy, cái việc này các ông kiểm toán, các ông thu tiền chúng ta nhanh lắm và cũng làm tốt. Rồi, rất là cảm ơn anh Thái. Câu hỏi ở đây thì họ cũng nói rõ hơn là ngân hàng nhà nước đã có cái hướng dẫn hay chưa? Không cần thiết đúng không? Thôi mình sẽ tự làm trước. Đấy, rất là cảm ơn anh Thái. Đặc biệt là anh Thái cũng đã đưa ra một cái định hướng gợi ý nó khá là tương đồng với ngân hàng Hàn Quốc như tôi vừa chia sẻ với anh chị xong đấy. Tức là trở thành một công ty công nghệ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng theo hướng như vậy và vận hành của nó thì theo hướng agile, linh hoạt như vậy. Rất là cảm ơn anh Thái. Xin hỏi câu hỏi cuối cùng của anh Hùng là như thế này. Ta đang nghe từ sáng giờ rất nhiều ngân hàng nói về hệ sinh thái ngân hàng số rồi hệ sinh thái, và trong đó thì độc giả ở đây thấy rằng là nó rời rạc quá. Đúng như anh Hùng nêu ban đầu, mỗi anh là có vẻ một kiểu. Đấy, thì vậy thì vai trò hiệu ngân hàng ở đây là sẽ làm gì để thúc đẩy cái việc là các ngân hàng sẽ liên kết với nhau, hợp tác với nhau, đặc biệt cả cái phần liên quan đến chia sẻ thông tin dữ liệu là một này, thứ hai là cái cơ sở dữ liệu để thẩm định khách hàng giống như là CIC ấy, anh Hùng ạ. Thế thì bây giờ tôi cho rằng cái này rất là quan trọng, bởi vì hiện nay thì của chúng ta có CIC rồi nhưng mà nó vẫn còn không phải là bao trùm, không phải là bao phủ được. Đấy, rất là rộng. Thứ hai là sau này cơ chế chia sẻ của nó như nào, vì hiện nay của chúng ta với CIC chúng ta phải thu phí, chúng ta phải trả phí, đúng không ạ? Sẽ tiến tới nhưng mà cái cơ chế cho phép chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các ngân hàng với nhau, giữa ngân hàng với fintech, giữa ngân hàng với các thành viên đối tác tham gia hệ sinh thái thì nó phải là như thế nào? Đấy, thì đây là một vấn đề rất là quan trọng đặt lên vai của hiệp hội mấy Hùng. Và đây tôi cho là một câu hỏi cũng rất là hay. Với cái vai trò của hiệp hội thì tôi thấy rằng là thứ hết phải nói là cái việc mà các ngân hàng đều hướng tới việc chuyển đổi số là một cái nhu cầu cấp thiết, nhắc lại như vậy. Thì như vậy là ngân hàng nào cũng thấy là cấp thiết, nhưng mà cấp thiết trong phạm vi là ông nào cũng làm, mạnh ông nào cũng làm, vì nó không thành một cái hệ thống mang tính tổng thể được. Và chính vì vậy cho nên là với cái vai trò hiệp hội chúng tôi cũng nhìn nhận đến vấn đề này. Và bản thân thì hiệp hội chúng tôi có một câu lạc bộ fintech. Thực ra câu lạc bộ fintech này thì nó mới chỉ là manh nha thành lập được, mới có lý chuẩn bị đến đại hội lần thứ hai, nhưng mà nó cũng làm được rất nhiều việc. Và cũng là một cái nơi có thể kết nối được giữa các cái câu lạc bộ fintech đó, các thành viên fintech với cả các cái tổ chức tín dụng, và đã làm được thành công. Cho nên là cái việc mà để tạo sự kết nối đấy thì cũng là một vấn đề chúng tôi cần đặt trong tương lai. Vấn đề thứ ba nữa là cần để làm sao kêu gọi các tổ chức hội viên, là các tổ chức tín dụng với cả các cái đơn vị thành viên fintech của mình trở thành một cái thể thống nhất, để làm sao có gì chúng ta đưa ra một cái hành lang mà trong cái phạm vi, một cái quy định mà trong cái phạm vi của hiệp hội kêu gọi các cái đơn vị là có thể đưa ra một cái hành lang nó phù hợp nhất trong bối cảnh hiện nay. Như vậy là gì? Hành lang pháp lý về cho vay như thông tư 39 sửa sửa rồi, đại lý thì chưa cho, đúng Thái đúng không, rồi rất nhiều, rồi tiết kiệm. Tóm lại là rất nhiều vấn đề hiện nay, với kể cả eKYC cũng chỉ là mới là bước đầu thôi, còn cái việc mà kết nối với cả các cái dữ liệu của các cái viên liên quan đến vấn đề y tế, bảo hiểm, giao thông, tất cả những cái thứ nó chưa có. Và hiện nay nếu mà như vậy rồi thì nó sẽ rất lãng phí, không phải riêng hệ thống ngành ngân hàng mà kể cả các quốc gia, các cái bộ ngành của Việt Nam cũng phải có một cái bàn bạc, và chính phủ chỉ đạo các bộ ngành làm sao nó có thể kết nối được cái dữ liệu. Thế còn lại cái dữ liệu của hệ thống trong cái là vấn đề câu hỏi này là liên quan đến các cái dữ liệu, thì tôi cho rằng là các cái mỗi ngân hàng có một dữ liệu. Và hiện nay có những ngân hàng đặt ra là gì, là phải phân tích đánh giá dữ liệu. Tôi nói đi thôi chứ còn bây giờ đều có, như anh Thái nói, 10 triệu khách hàng, đúng không ạ? Ngân hàng nông nghiệp thì phải hàng mấy chục triệu, ngân hàng BIDV cũng vậy. Thế nhưng mà tất cả những cái dữ liệu đó anh phân tích, anh đánh giá và cuối cùng anh thu lại được là cái gì, khi xác định được trong số 10 triệu dữ liệu đó và với khách hàng đó thì đó là bao nhiêu khách hàng có thể phân loại ABC. Thế phân loại ABC đó thì nó phân loại theo hình thức nào, không phải dựa CIC được, nó chỉ là một phần thôi. Còn chính là gì, ứng dụng công nghệ có thể phân loại là tự động. Các tổ chức ứng dụng đã làm được chưa? Và bản thân anh chưa làm được thì anh xây dựng hệ thống đó, phần mềm đó như thế nào để anh đánh giá. Và cuối cùng là gì, có thể anh có mấy chục triệu khách hàng là hệ sinh thái của anh trong phạm vi liên quan đến vấn đề do anh thôi, hoặc là dưới vụ thanh toán thôi, thì anh xác định được là anh khách hàng ABC nó tính ra được bao nhiêu khách hàng có thể có lượng thanh toán là bao nhiêu, theo dõi là như vậy. Và cuối cùng ta rút ra được một tệp khách hàng ABC
và cuối cùng từ đó chúng ta phân loại ra vào tổng hợp để làm sao đưa ra một hệ khách hàng có thể phân loại và ứng xử cho nó phù hợp. Tôi nghĩ rằng là với vai trò hiệp hội thì chúng tôi nhìn nhận và đánh giá như vậy. Cho nên là trong cái thời gian tới thì chúng tôi sau khi kiện toàn lại cái câu lạc bộ fintech và tôi sẽ làm việc với một số các tổ chức tín dụng lớn để tổ chức tọa đàm hội thảo làm sao bàn để triển khai mà nó có một cái sự thống nhất để làm sao mà tạo ra một hệ sinh thái đều cùng sử dụng. Còn đặt vấn đề ở đây tôi cũng nêu thêm là gì, CIC hiện nay có hai mảng, một là của ngân hàng nhà nước, hai là của một cái CIC là của công ty cổ phần. Và tất cả những cái việc mà về nguyên tắc thì chúng ta phải thấy rằng là đã khai thác số liệu đầu vào phải trả tiền và đầu ra phải mất tiền thì tôi nghĩ là đúng thôi. Nhưng vấn đề là gì, hiện nay chúng ta xác định được cái trên cơ sở dữ liệu đó mà xác định được vấn đề chỉ là hiện nay đến để việc cho vay thôi. Đấy, và xác định số dư thì có thể từ ngân hàng mà kiểm tra. Như vậy tôi nghĩ rằng là nó vẫn chưa đầy đủ được hết tất cả mà cái cơ sở dữ liệu để làm sao đảm bảo được phục vụ cho một cái đúng nghĩa của cái ngân hàng số. Cho nên tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì với vai trò hiệp hội sẽ tập hợp các hội viên và thậm chí kể cả chúng tôi cũng phải nghiên cứu xem là có khi thành lập ra một cái gọi là người ta gọi là một cái lệ trong cái hiệp hội, có nghĩa ra một cái quy ước, một cái quy tắc và thống nhất, mà quy tắc này có thể gửi cho các cơ quan quản lý nhà nước và kể cả cơ quan pháp luật khi xử lý những cái việc đấy. Nó là một thông lệ riêng của một cái tổ chức và nó hoạt động theo một cái thông lệ quốc tế. Thì tôi nghĩ rằng là cái này là cái mà hướng tới trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ làm, và đây cũng chỉ là bước đầu và cũng manh nha, và trách nhiệm của hiệp hội trong thời gian tới chúng tôi sẽ triển khai. Xin hết. Rất là cảm ơn anh Hùng, chốt rất là tuyệt vời. Các thành viên rất là mong đợi anh Hùng sẽ có những cái hỗ trợ, có những cái cuộc họp như thế để chúng ta đưa ra những kiến nghị đề xuất cho nó phù hợp hơn. Để xin phép một phút thôi để tôi gút lại một vấn đề mà chúng ta cũng đã trao đổi với nhau trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua. Trước hết thì tôi thấy rằng là đây là một cái phiên thảo luận đúng là diễn thật, rất tuyệt vời. Chúng ta bàn với nhau rất nhiều về cái tiến trình ngân hàng số nói chung người Việt Nam chúng ta. Cái này tôi cho rằng là anh Hiền, người lập chính sách ở đây sẽ rất là hài lòng. Bởi vì như vậy là nghị quyết 52 là thực sự đi vào cuộc sống. Ta thấy rất rõ là nghị quyết 52 và hệ thống ngân hàng, tài chính ngân hàng đã triển khai rất là mạnh trong nhân vừa qua về chuyển đổi số, và những cái thành quả, những cái quả ngọt, trái ngọt các anh chị đã chia sẻ đấy rồi. Lượng khách hàng thậm chí là tăng gấp đôi trong vòng sau 1-2 năm. Tôi thấy rằng là đấy là một cái lý tưởng rất là tốt. Thì đặc biệt trong bối cảnh Covid thì hệ thống ngân hàng đã tận dụng cái xúc tác này, cái cơ hội này như thế nào để vượt qua khó khăn, cũng như là tận dụng được cơ hội phát triển ngân hàng số và cả cái hệ sinh thái. Đây là ý thứ hai tôi xin chia sẻ. Ý thứ ba là tuy nhiên ý, hệ sinh thái của chúng ta vẫn còn tương đối sơ khai. Chúng ta thống nhất với nhau như thế, và nó vẫn còn tính chất rời rạc. Đấy. Sơ khai, rời rạc. Rồi nó còn thiếu tính chất chia sẻ, thiếu tính chất gọi là kết nối và gắn kết. Nhưng mà các tổ chức tín dụng cũng đều xác định được rằng là với hệ sinh thái, với ngân hàng số thì khách hàng phải là trung tâm, và trong đó năng lực công nghệ rất là quan trọng. Đồng thời chúng ta phải chuyển đổi số cả bên trong lẫn bên ngoài, tức là cả nội bộ chúng ta cũng như là cả tương tác cái trải nghiệm khách hàng ra làm sao. Các anh chị cũng đã nhấn mạnh những vai trò của dữ liệu vô cùng quan trọng, nhất là liên quan chuyện cơ chế chính sách để chia đổi, để chia sẻ thông tin dữ liệu, rồi sản phẩm dịch vụ đặc thù, tính khác biệt của mỗi tổ chức tham gia hệ sinh thái. Các anh chị cũng đã nhấn mạnh về những cơ hội, những thách thức của chúng ta khi tham gia cái hệ sinh thái, và đặc biệt là cũng đã nhấn mạnh xem là mô hình hệ sinh thái của chúng ta nên xúc tiến, nên tham gia như thế nào, hợp tác với fintech ra làm sao, và cả hợp tác với khách hàng ra làm sao. Tôi thấy rất là tốt. Cuối cùng thì chúng ta đã đưa ra những kiến nghị tôi cho rằng vô cùng xác đáng về mặt pháp lý, về mặt thông tin dữ liệu, về vai trò của hiệp hội như là chỗ anh Hùng, rồi về những cái gọi là định hướng chiến lược cho mỗi tổ chức tín dụng trong tương lai. Thế thì riêng về pháp lý thì tôi cho rằng đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, nhất là Việt Nam chúng ta. Các anh chị đã nêu có những cái chúng ta làm tương đối nhanh, tương đối tốt, nhưng mà có một số cái tương đối chậm. Tôi rất là mong là vai trò hiệp hội anh Hùng cũng như là chúng ta ngồi đây sẽ có một cái đề xuất với ngân hàng nhà nước, với các bộ ngành có liên quan rằng là ok, trong những cái hành lang pháp lý như vậy, cái nào nên ưu tiên làm trước, cái nào ưu tiên làm sau, cái nào tao phải bức xúc ấy,
cái nào gọi là có thể làm từ từ để các cơ quan quản lý có những cái định hình về mặt thời lượng, thời gian và xúc tiến làm cho nó phù hợp. Đặc biệt là một cái tư duy, tôi cho rằng tư duy là rất là quan trọng. Tư duy nó phải là cởi mở và tư duy nó phải là gì, không khép kín, không quá an toàn thì chúng ta mới làm được cái ngân hàng số và hệ sinh thái nó thành công được. Thì xin cảm ơn 6 diễn giả rất tuyệt vời của chúng ta. Xin chúc các anh chị mạnh khỏe, an lành và tiếp tục lãnh đạo cái mảng ngân hàng số, hệ sinh thái của chúng ta thành công. Xin cảm ơn. Sau đây là xin chuyển lời cho anh Hiển, anh Hùng để chúng ta tiếp tục chương trình. Xin mời.